3660, gặp lại, không trải qua sàng lọc, lại xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói ra một sự thật, đối phương đã đột phá hoán huyết cảnh. Lăng Hàn gật đầu, nói, đã lâu không gặp, thác bà thiên hoang hơi trầm mặc sau đó nói, người phải nhanh chóng đột phá hoán huyết cảnh đi, ta muốn cùng ngươi tái chiến một hồi, cùng tuổi, trong cùng cảnh giới, hắn chỉ bại bởi Lăng Hàn. Đây là vết nhơ trong đời hắn, hắn vẫn cố gắng hết sức muốn xóa đi, Lăng Hàn mỉm cười đế đô ngọa hổ càng long thiên tài có nhiều không cần thiết cứ phải nhìn ta chằm chằm đi hắn không phải khiếp sợ chiến đấu mà là nể tình mọi người đều là người của hổ cứ thành muốn cho đối phương một chút mặt mũi để tránh hai lần đánh bại đối phương lưu lại bóng ma trong lòng hắn từ nay về sau không thể gượng dậy nổi thác bạt thiên hoang lại lạnh lùng cười lang hàn người chẳng lẽ sợ lang hàn thở dài lòng tốt của mình vì sao không dễ chấp nhận như vậy được người nếu muốn chiến vậy không bằng luôn ngày hôm nay đi hắn thản nhiên nói ta cũng không muốn khi dễ ngươi chấp ngươi một tay là được thác bạc thiên hoang tức thiếu chút nữa ngất đi một mình ngươi thông mạch cảnh đánh với ta lại còn muốn nhường ta một tay tuy rằng hắn vừa mới tiến vào hoán huyết cảnh nhưng bởi vì ở thông mạch cảnh tu luyện ra 20 mạch chiến lực nhất biến lại có thể so sánh với tam biến bình thường lang hàn có thể so sánh được sao ngươi quá kiêu ngạo hắn lạnh lùng nói được ta cho ngươi một bài học trước khiến cho ngươi biết cái gì gọi là tranh lệch cảnh giới lấy cảnh giới áp chế đánh bại lăng hàn đương nhiên không có khả năng khiến cho hắn hài lòng nhưng hắn thật sự bị chọc giận muốn cho lăng hàn một bài học hai người đang muốn động thủ lại nhìn thấy phía học viện có người đến lần này là một vị phó viện trưởng tới tên là tùy đường tu vi cực cốt cảnh cụ thể đứng ở trên bấp bậc nào lại không rõ lắm cái này lăng hàn và thác bà thiên hoang dĩ nhiên là không đánh nổi hai người đều trở lại đội ngũ của mình tùy đường phát biểu nói chuyện đại ý là hoan nghênh các vị học viên mới đến, hy vọng bọn họ ở trong khoảng thời gian sắp tới hăng hái tu hành. Bởi vì thông mạch cảnh ở trong vòng 5 năm không thể đột phá hoán huyết, sẽ bị sớm khai trừ ra khỏi học viện. Hoán huyết cảnh lại là kỳ hạn 10 năm đột phá cực cốt cảnh. Không đột phá cũng chỉ có phần rời khỏi, cho nên, đệ tử của học viện không có khả năng vượt qua 40 tuổi. Tùy đường nói rất nhiều, ngay từ lúc đầu mọi người vẫn nghiêm túc nghe, nhưng bởi vì quá nhiều điều vô nghĩa, càng về sau, phần lớn mọi người đều không yên lòng. Chỉ có các thu lĩnh từ đầu tới cuối đều đứng thẳng người lên, không có một chút mở ám. Được rồi, giải tán, tùy đường cuối cùng tuyên bố kết thúc phát biểu với học viên mới, phủi mông rời đi. Các học sinh thật ra không lập tức rời đi, bởi vì thật là nhiều người thật ra là lần đầu tiên gặp, tất nhiên phải liên lạc tình cảm một chút. Dù sao sau này phải ở chung trong khoảng thời gian rất dài, không làm được bằng hữu cũng không sao, nhưng không thể kết thù. Có người khéo léo, đã giống như cá gặp nước, có người lại chất phác, không hiểu giao tiếp. Lăng Hàn đang muốn dẫn theo hoán tuyết rời đi, đã thấy Thác Bà Thiên Hoang đi qua ngăn cản. Muốn chạy sao, Thác Bà Thiên Hoang khinh thường nói. Lăng Hàn lắc đầu, hắn căn bản không để Thác Bà Thiên Hoang ở trong lòng. Bởi vậy sau khi buổi tập trung chấm dứt, hắn đương nhiên là phủi mông một cái rời đi, trở lại chuyên tâm luyện thể. Hắn phải nhanh chóng tu luyện thể lực cũng lên đến cấp bậc trăm vạn cân, sau đó đột phá hoán huyết cảnh. Không nghĩ tới thác bà thiên hoang lại muốn bị hắn đánh vào mặt. Được lắm, ta thành toàn cho ngươi. Ra tay đi, lang hàn để tay phải ra sau lưng. Nếu như ngươi có thể ép ta sử dụng tay phải, xem như ngươi thắng. Thác bà thiên hoang không khỏi tức giận. Hai mắt hắn trợn trừng, giống như muốn phun ra lửa. Ngươi thật ngông cuồng, hắn cắn răng nói. Phải vậy không, lang hàn mỉm cười. Ngươi là bại tướng dưới tay ta. Ta chấp ngươi một tay cũng không quá đáng. Đáng giận, thác bà thiên hoang nổi giận gầm lên một tiếng liền vọt về phía lăng hàn, ầm, um, không nghĩ tới có người lại xông ra thay lăng hàn đỡ một chiêu này. chỉ có điều người kia rõ ràng không phải là đối thủ của thác bà thiên hoang, cả người nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. đó là các thu lĩnh muốn so chiêu cùng đại ca của ta cần phải qua cửa ải ta trước đã. hắn bỏ dậy tuyệt không kinh sợ, vừa đánh như vậy những người khác đều nhìn lại. sau khi biết được tình hình bọn họ đều cười hi hi ha ha, đứng ở một bên xem náo nhiệt trong học viện cũng không cấm tranh đấu chỉ cần đừng đánh chết đừng đánh cho tàn phế là được nhưng một thông mạch cảnh lại có thể chủ động đón đánh hoán huyết cảnh cái này ly kỳ đây là thiếu đánh sao hơn nữa một người thông mạch cảnh khác cũng đủ điên cuồng lại còn nói muốn nhường cho thác bạc thiên hoang một tay cái này càng khiến cho người ta kinh ngạc người này là lấy dũng khí ở đâu ra một kẻ điên cuồng một kẻ ngốc hai người như vậy lại có thể thông qua sàng lọc tiến vào học viện đế đô quả thực kéo trình độ của học viện xuống thác bà thiên hoang hừ một tiếng nói ngươi không phải là đối thủ của ta đột phá hoán huyết cảnh trước lại nói tiếp các thu lĩnh còn muốn nói gì lại bị lăng hàn ngăn lại người ta muốn khiêu chiến chính là ta không nên cướp buôn bán lăng hàn cười nói các thu lĩnh lộ ra vẻ mặt không giải thích được nói ta cướp buôn bán của ai ai đang buôn bán hắn lại bắt đầu tích cực suy nghĩ lăng hàn không để ý tới hắn mà nhìn về phía thác bà thiên hoang nói đến đây đi hư lần này sẽ không lại để cho ai đó giúp ngươi chứ thác bà thiên hoang thoáng lộ ra một vẻ xem thường lang hàn vẫn không có trả lời nhưng thật đúng là lại có người nhúng tay là liên tuyết dung nàng đưa tay một ngăn cản nói mọi người đều từ hồ cứ thành tới chắc hẳn phải đồng tâm hiệp lực không nên lục đục từ bên trong thác bà thiên hoang đối với liên tuyết dung vẫn còn có chút kiêng kỵ đối phương tuổi còn trẻ cũng đã là hoán huyết tam biến tuy rằng thua thiên phú của hắn, nhưng có thể đưa về nhóm thiên tài. Hắn giải thích, liên kỳ chủ, ta chỉ là muốn cho hắn một bài học, để cho hắn không nên quá điên cuồng. Bằng không, lấy tính cách càn quấy của hắn, sớm muộn sẽ chọc tới phiền toái lớn. Đến lúc đó mất mặt chính là hổ cứ thành chúng ta. mươi 3661, Hồ Dương, ở dưới sự ngăn cản của Liên Tuyết Dung, trận đánh này cuối cùng không thể đánh được. Thác bà thiên hoang oán hận rời đi, trả lại cho Lăng Hàn một ánh mắt khinh miệt hắn sớm muộn sẽ cho Lăng Hàn một trận, hắn thấy, Lăng Hàn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Người xem, hắn đã đả thông tất cả 20 mạch, cũng đột phá hoán huyết cảnh. Nhưng Lăng Hàn, hắn còn đang lắc lư ở thông mạch cảnh lắc lư, phải biết rằng, cảnh giới hai người trước đây lại không sai biệt nhiều lắm, đều đả thông ba đường ẩn mạch. Tranh lệch đã rất rõ ràng, cho nên, Thác Bạc Thiên Hoang đã không coi Lăng Hàn thành đối thủ cạnh tranh của hắn. Chỉ là trong cùng giai, đánh bại Lăng Hàn, hoàn toàn xóa đi sỉ nhục trước đây lăng hàn cười nhạt không thèm để ý chút nào chỉ có điều hắn vốn tưởng rằng hai người rất khó có thể xuất hiện kết quả lại là bọn họ có thể ở trong cùng một khu vực đây thật là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy thôi đi cùng lắm thì đánh một trận đánh sẽ ngoan độc học viện an bài nơi ở dựa vào thời điểm tiến đến làm chuẩn cho nên ở trong một khu vực vừa có hoán huyết cảnh cũng có thông mạch cảnh khu nam tâm ở đây căn bản là học viên quốc tiến vào học viện từ ba năm trước đây dương ca ngày hôm nay học viên mới vào ở, chúng ta không phải nên nhanh chóng lôi kéo bọn họ tiến vào bên trong bang sao. Một nam tử áo xanh hỏi, đối tượng hắn hỏi thăm gọi là Hồ Dương, là đám lão đại của Hồ Gia. Hồ Gia này tương ứng với Hồ Vân Phong một trong tam công của triều đình. Tuy rằng không bằng những vị quyền cao chức trọng như bốn đại soái, Hồng Thái Sư, Nghị Sự Trường, cũng không sánh kịp với sự cường đại của bọn họ, nhưng lại là đội quân thứ hai, cũng không thể khinh thường. Cho nên, hồ gia cũng tự thành một phái không dựa vào bốn đại soái hoặc là hồng thái sư gì đó có dã tâm mãnh liệt sau này muốn cùng những cường giả này có địa vị ngang hàng hồ dương gật đầu nói tuy rằng nhóm người này không có bối cảnh gì nhưng có thể tiến vào học viện nói rõ thiên phú võ đạo tạm được sau này có chút tiền đồ chúng ta dù sao không bằng kim cương bang hoành thiên bang hiện nay không suy nghĩ tới chất lượng mở rộng nhân mã mới là đứng đầu để oai phủ đầu cho đám mới kia một lần dọa cho bọn họ sợ, lại thu bọn họ tiến vào trong bang, chắc hẳn không có ai dám nói không. Chỉ có điều, Dương ca, nhưng trong đám người mới có một người của Hồng gia. Nam tử áo xanh nhắc nhở, trong mắt Hồ Dương cũng hiện lên một vẻ kiêng kỵ, hắn nghĩ đến cái tên đáng sợ kia, 13 tuổi tiến vào học viện, 15 tuổi đã thành danh nhân trong học viện. Thời điểm tới 19 tuổi, hắn đã là đệ nhất cao thủ trong học viện, cũng khiến cho Hồng gia bang mạnh mẽ đến mức chiếm nửa giang san trong học viện. May là yêu nghiệt này sớm bước vào cực cốt cảnh rời khỏi học viện nếu không hiện tại học viện chính là thiên hạ của hồng gia bang ai cũng đừng hòng mơ tưởng tranh phong với bọn họ không sao chúng ta chỉ cần không động tới hồng thiên lượng là được hồ dương nói hắn dừng một chút lại nói triệu tập các huynh đệ xuất phát so với những gia tộc bốn đại soái hồng thái sư nghị sự trưởng này hồ gia chỉ có thể xem như là thế lực mới quật khởi hồ vân phong còn dứng thứ năm trong cực cốt đang nỗ lực trùng kích Minh Văn Cảnh, tranh thủ nhanh chóng nhảy vào đội ngũ đứng đầu. Tương ứng, Hồ Dương cũng ở trong học viện cố gắng mở rộng ảnh hưởng Hồ Gia. Bởi vì đệ tử học viện sau này đi ra cũng sẽ phát huy tác dụng ở các ngõ ngách trong triều đình. Quan viên trung tầng thật ra có tác dụng vô cùng quan trọng. Hồ Dương rất nhanh lại tập trung mười mấy người, căn bản đều là tồn tại hoán huyết cảnh. Bản thân Hồ Dương còn là hoán huyết ngũ biến. Năm nay hắn đã 35 tuổi, vốn toàn lực trùng kích cực cốt cảnh, chắc hẳn đã đột phá nhưng sau hắn, hiện tại hồ gia còn không có người nào gánh vác được cờ lớn. Cho nên hắn lại tạm hoãn tốc độ đột phá, cố gắng hết mức đợi ở trong học viện thêm một ít ngày. Mười mấy người ở dưới sự dẫn dắt của hắn, nghênh ngang đi tới khu Thanh Vân. Nơi này chính là chỗ ở của học viên mới, sau này còn có thể có thật nhiều học viên mới sẽ tới ở, cho tới khi nơi này đầy người mới thôi. Những người mới, tất cả đi ra, nam tử áo xanh quát lớn, hắn là thủ hạ đắc lực của Hồ Dương, tên gọi từ hữu Lượng phụ thân hắn cũng là tâm phúc của Hồ Vân Phong, nếu so với Hồ Dương hắn nhỏ hơn vài tuổi, nếu như Hồ Dương không đè ép được cảnh giới, phải đột phá, hắn sẽ tạm thời vác cờ lớn của Hồ Gia Bang. Từ hữu lượng là tu vi tam biến, hắn vừa hô lên, ầm ầm ầm, chấn động toàn bộ khu Thanh Vân. Ai vậy, những học sinh mới đều đi ra, bọn họ cho rằng học viện lại muốn triệu tập bọn họ mở cuộc học gì. 10 người, 30, 70 người, số người đi ra càng lúc càng nhiều, phần lớn mọi người đều không hiểu có chuyện gì xảy ra. Từ hữu lượng nhìn xuống, cũng không có chờ tất cả mọi người tới đông đủ, há liền lớn tiếng nói. Vị này chính là Hồ Dương Dương Ca, đám người không biết được rõ ràng nghe cho cẩn thận, phụ thân của Dương Ca chính là Hồ Vân Phong Hồ Đại Nhân một trong tam công. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ có khả năng chưa từng nghe qua tên của Hồ Dương. Nhưng bọn họ tất nhiên không có khả năng không biết Hồ Vân Phong một trong tam công đây là trọng thần của triều đình còn là cường giả cực cốt cảnh những người mới tiến vào học viện có quy định nhất định phải tuân thủ từ hữu lượng liếc mắt nhìn qua thấy mọi người đều lộ ra vẻ mặt kính nể e sợ hắn lộ ra vẻ tươi cười vô cùng hưởng thụ sự kính nể e sợ như vậy đều ngồi xuống cho ta hắn đột nhiên hét lớn khí tức tam biến điên cuồng phun ra nhất thời khiến cho phần lớn mọi người sắc mặt đều trắng bệch tất cả mọi người theo lời hắn ngồi xuống nhưng cũng có không ít người cứng đầu không có nghe theo ví dụ như thác bà thiên hoang ví dụ như liên tuyết dung đều là tồn tại hoán huyết cảnh cùng hoán huyết cảnh ai sợ ai thông mạch cảnh cũng chỉ có hồng thiên lượng và các thu lĩnh bởi vì lăng hàn còn đang trong phòng tu luyện thể thuật chỉ sợ không nghe được thật ra hoán tuyết ôm con heo nhỏ màu hồng đi ra lấy tính cách của nàng đương nhiên sẽ không phản kháng hồng thiên lượng lộ ra một tia khinh thường hồ gia vừa so sánh với hồng gia dám đều không phải Hồ Gia Bang ở trước mặt Hồng Gia Bang cũng giống như đống cận bã. Hắn xoay người rời đi, chương 3662, ta muốn nghe thiếu gia một. Thấy Hồng Thiên Lượng đi, liền có người cũng muốn bắt trước theo. Nhưng bọn họ lại lập tức bị đánh trở lại, người kia không cam lòng, nói, vì sao hắn có thể đi, ta không được, bởi vì hắn là Hồng Thiên Lượng, câu nói đầu tiên liền khiến cho hắn ngậm miệng, a à, lời của ta xem ra không có mấy sử dụng. Có người nghe không lọt vào trong lỗ tai, từ hữu lượng cười lạnh, hắn đảo mắt qua trên mặt của đám người liên tuyết dung, thác bà thiên hoang một chút, cũng không tức giận. Hắn đang cần những kẻ cứng đầu để tới lập uy. Như vậy sau khi hắn tiêu diệt những kẻ cứng đầu này, những người khác tự nhiên sẽ sinh ra kính sợ. Cái uy này xem như đã lập được. Nhàm chán, thác bà thiên hoang cười lạnh một tiếng, quay đầu lại muốn rời đi. Thân hình từ hữu lượng lập tức nhảy ra, đánh về phía thác bà thiên hoang. Lúc gần tới phía sau lưng đối phương, hắn mở năm ngón tay ra chụp về phía bả vai của đối phương lan thác bà thiên hoang hừ lạnh một tiếng hắn chợt quay đầu lại một trường ẩm ầm đánh ra lực lượng đáng sợ bạo phát một trường này vừa nhanh lại vừa mạnh ầm từ hữu lượng nhất thời bị chấn động lui về phía sau thân hình thác bà thiên hoang cũng lùi về phía sau lảo đảo a à, ánh mắt hồ dương không khỏi nhất thời sáng lên trong tay hắn có tư liệu về mỗi một học viên mới lấy năng lực của hắn tất nhiên không khó thu được cho nên hắn biết thác bà thiên hoang chỉ là nhất đổi hơn nữa còn vừa đột phá nhất biến có thể địch nổi tam biến người này quả không đơn giản thiên tài người mới này hắn nhận định phải nắm lấy ta không lăn người còn muốn đánh ta sao từ hữu lượng cười nói có chút tiện liên tuyết dung không chút do dự chính là một roi quất ca thật đúng là một cây ớt nhỏ từ hữu lượng nhe răng vội vàng tiến hành phản kích thực lực của liên tuyết dung hoàn toàn không kém gì hắn hắn lại không dám khinh thường bằng không có khả năng sẽ lập tức bị đánh bại, xấu mặt ở trước mặt mọi người. Hai vị hoán huyết cảnh đại chiến, khiến cho mọi người nhìn không chấp mắt. Không giống với thác bà thiên hoang chiến đấu cùng từ hữu lược, liên tuyết dung lại là mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa dáng người còn đẹp như vậy. Nhất là bộ ngực, lớn đến trói mắt, theo động tác nàng nhảy lên, nó run rẩy không ngừng. Quả thực khiến người ta chảy máu mũi, có thể nói, trong lòng của mỗi người đều có khuynh hướng muốn liên tuyết dung thắng. Nhưng vì thưởng thức mỹ nữ nhiều thêm một hồi, bọn họ lại hy vọng hai người có thể đánh lâu thêm một chút. Hồ Dương có chút giật mình, hắn không nghĩ tới từ hữu lượng nhân vật số 2 của Hồ Gia Bang, thậm chí liên tiếp hai lần ra tay, đều không có cách nào lập công. Không có cách nào, lần này chiêu học viên mới không giống với trước kia. Trước đó, mọi người tiến vào học viện là thông mạch cảnh. Mà lần này, lại trực tiếp có hoán huyết cảnh tiến đến. Vừa có thiên tài như thác bạc thiên hoang, lại có tam biến như liên tuyết dung. Cho nên, từ hữu lượng hai lần không có cách nào lập công, thật ra cũng bình thường. Vậy, chỉ có thể tự mình ra tay, hữu lượng, lui ra. Hắn nói xong, thân hình vọt ra, một trường đánh về phía liên tuyết sung. Lực lượng của hắn quá cường đại, hắn đạt ngũ biến lại thêm ở thông mạch cảnh đã từng đạt tới 20 mạch, chống lại tam biến bình thường, tuyệt đối nghiền ép. Liên tuyết dung lập tức liền bị đẩy lui, lực còn sót lại không tiêu tan, nàng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngồi dưới đất dáng vẻ nàng xinh đẹp động lòng người, khóe miệng chảy ra vệt máu cũng không khiến người ta nổi lòng thương tiếc, mà là tràn ngập bạo lực quyến rũ, khiến người ta muốn thỏa thích đi trà đạp, xé rách trang phục của nàng, khiến cho dáng người nóng bỏng của nàng hoàn toàn lộ ra. Trong lòng Hồ Dương cũng dâng lên một sự bạo ngược như vậy. Người Mỹ nữ này thực sự mê người, khiến cho hắn kích động, muốn lấy phương thức thô bạo nhất đi chiếm giữ lấy nàng. Hắn vội vàng ép xuống kích động như vậy, nhìn về phía mọi người nói. Còn có người nào không muốn gia nhập Hồ Gia Bang hay không? Không có người nào nói chuyện, Hồ Dương vừa bắt đầu đã bày ra thực lực cường đại và tác phong bá đạo. Bộ dạng người thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ép tới người ta không thở nổi. Hơn nữa, mọi người cũng biết quy củ của học viện, cổ vũ mọi người khiêu chiến, cá lớn nuốt cá bé. Nếu như không gia nhập Hồ Gia Bang, sợ rằng sau đó sẽ không ngừng gặp phải phiền phức. Thôi đi, lại theo, dù sao Hồ Gia Bang cũng không yếu sau đó ở trong học viện cũng coi như có một chỗ dựa vững chắc ta muốn nghe theo thiếu gia đúng lúc này chỉ thấy một thiếu nữ ôm con lợn nhỏ đứng lên yếu ớt nói a à, hồ dương nhìn sang không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc đã giải quyết hai kẻ cứng đầu nhưng không nghĩ tới chính là người thứ ba lại có thể là một thiếu nữ nhu nhược nhìn qua chắc hẳn đối với cái gì cũng nói vâng như vậy cái gì mà thiếu gia lẽ nào nữ tử này còn là thị nữ của người nào đó một thị nữ cũng có thể gia nhập học viện đế đô đây không phải là kéo xuống trình độ của toàn bộ học viện sao thiếu gia nhà nàng hồ dương hỏi đây là hậu đại của một nhà hào môn nào lại có thể để cho thị nữ đi tham gia sàng lọc đây là muốn ở trong học viện tiếp tục hầu hạ mình sao đúng 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 hoán tuyết liên tục gật đầu nàng hoàn toàn không có một chút chủ kiến nào dù sao tất cả đều nghe theo thiếu gia a à, thiếu gia nhà nàng là ai hồ dương lại hỏi thiếu gia nhà ta là lăng hàn hoán tuyết nói hồ dương sửng sốt hắn nhớ tên này chắc cũng là học viên mới trong lần này hư một người dân thường cũng dám sĩ diện như thế dẫn một thị nữ tiến vào học viện thực sự nói đùa sao phải biết rằng ngay cả những tên nhị thế tổ tam thế tổ như bọn họ cũng không có để người không liên quan tiến vào được kế tiếp liền thu thập người gọi là thiếu gia này người đâu hồ dương hỏi không ở nơi này thác bà thiên hoang ngắt lời a à. Hồ Dương cười lạnh, thật đúng là điên cuồng, ta cũng đã ở nơi này thật lâu, tiểu tử này lại có thể chưa có xuất hiện. Hắn dừng một chút, nói, Hữu lượng, có mặt, từ Hữu lượng vội vàng nói, đi gọi người đến đây. Hồ Dương nói, vâng, Dương ca, từ Hữu lượng gật đầu, hắn lập tức sai người đi tìm gian phòng của Lăng Hàn, dẫn người đi ra. Trường 3663, ta muốn nghe thiếu ra, hai. Hồ Dương cười lạnh, thác Bạt thiên hoang đã quy thuận hắn liên tuyết dung lại là một mỹ nữ dáng người nóng nảy quyến rũ tới tận xương hắn lại luyến tiếc không muốn thật sự đánh cho nên lăng hàn này chính là mục tiêu công kích lý tưởng nhất của hắn hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình ầm um, ầm um, đúng lúc này chỉ thấy hai bóng người đột nhiên bay ngang ra lướt qua tạo thành một đường cong lúc này mới vút một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất hồ dương vừa nhìn sắc mặt không khỏi tối sầm lại hai người này chính là do từ hữu lượng phái đi mời lăng hàn Bọn họ có thể đi vào, lại bị người đánh bay ra. Đây không phải là đánh vào mặt hắn sao? Rốt cuộc là ai ra oai phủ đầu cho ai? Lăng Hàn cũng đi ra, vẻ mặt khó chịu. Hắn đang hấp thu năng lượng Hồng Vân Thạch, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị người khác làm phiền. Hắn tất nhiên vô cùng nổi giận. Liên Kỳ chủ, hắn thấy được, khóe miệng Liên Tuyết Dung có máu, tóc cũng có chút rối loạn. Hiển nhiên nàng mới bị đánh một trận, hơn nữa còn chịu thua thiệt. Con người này rất bao che khuyết điểm liên tuyết dung không chỉ cùng hắn đi từ hồ cứ thành đến còn là hai người sống sót duy nhất trong huyền thanh kỳ hiện tại thấy liên tuyết dung bị thua thiệt hắn tất nhiên giận tím mặt ai đánh hắn lãnh đạm thản nhiên hỏi ánh mắt hắn lại nhìn chăm chú vào trên người đoàn người hồ dương hồ dương hừ một tiếng tiểu tử người động thủ đánh người của ta lại còn dám gây sự ai đi bắt lấy hắn hắn nói ta ta tới ta tới người của hồ gia bang đều xin chiến theo bọn họ một thông mạch cảnh cường thịnh trở lại cũng có hạn. thác bà thiên hoang lại là đứng dậy nói, nhường cho ta, hắn vẫn muốn giáo huấn lang hàn, chỉ là bị liên tuyết dung ngăn cản. hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. ánh mắt lang hàn không khỏi trở nên nghiêm túc. hắn cũng không phải lưu ý tới sự cạnh tranh của thác bà thiên hoang, nhưng đối phương lại có thể đi theo kẻ địch giúp đỡ học viên cố tới khi dễ học viên mới. điều này khiến cho hắn không thể tiếp nhận. hồ dương lập tức lại nhìn ra giữa lăng hàn và thác bà thiên hoang tất có thủ riêng hắn mỉm cười nói được để cho ngươi thác bà thiên hoang đi nhanh về phía lăng hàn lăng hàn ngươi quá gồm ngạo lăng hàn lắc đầu thác bà thiên hoang ngươi khiến cho ta rất thất vọng ngươi không xứng nói với ta như vậy thác bà thiên hoang hét lớn một tiếng sau đó xông về phía lăng hàn ầm trong nháy mắt tốc độ của hắn đã tới vận tốc âm thanh tiếng nổ vang lên ở phía sau lưng hắn nhấc lên sóng khí kinh người trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở trước người lăng hàn một quyền đánh tới một đòn này hắn cũng không sử dụng kinh lực phóng ra ngoài cũng không có lấy sát khí để ép lăng hàn mà hắn để lực lượng quấn ở trên nắm đấm chính là muốn hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi nắm đấm trực tiếp đánh vào trên người lăng hàn lăng hàn cười nhạt cũng một quyền đánh ra ầm uhm, nắm đấm của hai người va chạm vào nhau nếu như nhìn thật cẩn thận lại có thể phát hiện thật ra giữa hai nắm đấm còn có một tia khe hở đó là kình lực quấn ở trên nắm đấm của bọn họ ai cũng không có lùi lại một bước thế lực ngang nhau a à, ừ à nhìn thấy một cảnh tượng như vậy tất cả mọi người đều chấn động kinh ngạc đây là tình huống gì vậy một đòn này của thác bà thiên hoang lại có thể bị ngăn cản bị một tiểu tử thông mạch cản đỡ được ai có thể tin tưởng chỉ có liên tuyết dung cát thu lĩnh hoán tuyết là biểu hiện bình thường bọn họ đã sớm biết lăng hàn cường đại đối với điều này bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc ánh mắt Hồ Dương lại nhất thời sáng lên, xem ra, trong số học viên mới lần này thật sự có dấu mấy khối bảo. Hắn sẽ có thu hoạch lớn, thác bà thiên hoang thật ra không cảm thấy quá mức chấn động kinh ngạc. Một quyền này hắn chỉ dùng ra lực lượng, 40 vạn cân. So với hắn lực lượng cực hạn ở 20 mạch 30 vạn cân có nhiều hơn nhiều. Suy nghĩ đến thời gian lăng hàn dừng ở 20 mạch này lâu như vậy, lực lượng ở trên phương diện cực hạn chỉ có một chút là chuyện không thể nào xảy ra. Chỉ có điều, đối với hắn mà nói lực lượng 40 vạn cân chỉ là mưa bụi. Lăng Hàn ngăn cản được đòn thứ nhất của hắn, lại ngăn cản được đòn thứ hai, đòn thứ ba sao. Cuối cùng cũng không để cho ta quá coi thường ngươi, thác bà thiên hoang thản nhiên nói. Lần này, hắn mang theo tư thế từ trên cao nhìn xuống, chỉ điểm giang sơn. Lăng Hàn suy một tiếng, nhanh như vậy đã biết chọc làm chó săn cho người khác. Thác bà thiên hoang không khỏi biến sắc, tuy rằng bản thân hắn thoải mái, gia nhập hồ gia bang chỉ là ngộ biến tùng quyền, tạm thời mượn thế lực và chiêu bài của Hồ Gia, nhưng không thể thay đổi đó sự thực là Hồ Gia Bang. Không phải thác bạt bang, ngươi vẫn miệng lưỡi bén nhọn như thế. Hắn lạnh lùng nói, ngươi là đặt tinh lực ở trên phương diện mồm mép, thảo nào không có thể đột phá hoán huyết cảnh. Ếch ngồi đáy giếng cũng không cần tự quyết định, lang hàn lắc đầu, tới đây, ra chiêu đi, ta thật ra muốn xem thử, ngươi có thể ép ta xuất ra mấy phần thực lực. Thác bạt thiên hoang thiếu chút nữa thì thức điên, hắn mới là hoán huyết cảnh có được hay không? Hắn mới là người có thực lực mạnh hơn, những lời này nên là hắn nói mới đúng, thực sự cuồng vọng kiêu căng, hắn hừ lạnh một tiếng, dưới chân phát lực, ầm, hắn liền xông ra ngoài, một quyền đầy tức giận đánh ra. Lực lượng 50 vạn cân, hắn tìm hiểu qua, lực lượng 50 vạn cân chính là cực hạn của thông mạch cảnh. Hắn không tin Lăng Hàn có thể đạt được độ cao như vậy. Lăng Hàn tùy ý đánh ra một quyền đáp lễ, ngày hôm nay hắn dự định phải dạy cho Thác Bà Thiên Hoang cách đối đãi. Cho nên hắn liền theo đối phương chơi một hồi, ầm, lực quyền của hai người va chạm vào nhau, nhưng lại một lần nữa không phân thắng bại. Lúc này thác bà thiên hoang thực sự kinh ngạc, nói. Người lại có thể đạt tới lực lượng cực hạn của thông mạch cảnh. Lang hàn kinh ngạc, từ lúc nào lực lượng 50 vạn cân trở thành cực hạn của thông mạch cảnh cực hạn. Người từ nơi nào nghe được điều đó. Hắn lắc đầu, cũng lười đi xóa nạn mù chữ cho đối phương, nói. Trở lại, ngày hôm nay ta khiến cho ngươi tuyệt vọng tới cùng. Hồ Dương nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Thông mạch cảnh này thật sự cho hắn niềm vui bất ngờ. Lại có thể có được lực lượng 50 vạn cân, vậy chẳng những đả thông toàn thân ẩn mạch, thậm chí còn là thể tu. chương 3664, tái chiến thác bà thiên hoang. Thật sự khó có thể tưởng tượng, một người từ thành nhỏ xa xôi tới lại có thể là thể tu. Trên thực tế, thể tu không phải là không thể được. Gia tộc như cực cốt cảnh, thế nào cũng có thể mua được mấy túi nguyên liệu thuốc tắm. Mấu chốt là, mấy túi không đủ, cần phải tập trung kiên trì bền bỉ. Chỉ tính là khoản nợ này, người thật sự có thể xưng là thể tu, thật ra đều là thế lực trong minh văn cảnh. Hắn cũng là thể tu, nhưng thời gian thông mạch cảnh, chỉ đẩy lực lượng lên 20 vạn cân. Không có cách nào, nếu còn muốn đi lên trên, nguyên liệu cần thiết lại quá đắt. Cho dù là hồ ra cũng không có cách nào gánh chịu. Điên cuồng, cho người điên cuồng, thác bà thiên hoang cười lạnh, lực lượng của hắn cao tới trăm vạn cân, có thể so sánh với tam biến bình thường, đây là thông mạch cảnh chỉ có thể đạt tới mức độ ngưỡng vọng. Cho người mạnh miệng, hắn lại lần thứ ba ra tay, một tát đánh qua, ầm, kinh lực gào thét, lần này, hắn thoáng cái tăng lực lượng lên tới 80 vạn cân. Không cần sử dụng bất kỳ kỹ xảo nào, chính là lấy lực lượng nghiền ép, thắng lợi như vậy mới có thể chút hết giận. Ầm, um, Hàn cũng một cái tát đánh qua, tay của hai người đập vào nhau, nhất thời chấn động, dâng lên sóng lớn trùng kích mãnh liệt, đồng thời cũng vang lên tiếng động lớn giống như tiếng sấm. Vẫn, không, phân, thắng, bại, tê, không chỉ là thác bạc thiên hoang, cho dù là đám người Hồ Dương cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng bọn họ không biết thác bạc thiên hoang cụ thể sử dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng biết tuyệt đối vượt qua 50 vạn cân, trong lòng Hồ Dương thầm run lên, lẽ nào hắn gặp được tiểu yêu nhiệt đạt được cực hạn đầu tiên trong thông mạch. Biểu tình của thác bạc thiên hoang cuối cùng trở nên nghiêm nghị bởi vì lực lượng 80 vạn cân đã gần với lực lượng cực hạn của hắn. Nhưng nhìn dáng vẻ lăng hàn, hình như còn có giữ lại. Lần đầu tiên trong lòng hắn cảm thấy không vững tin, đối phương sẽ không thật sự có thể so sánh được cùng hắn chứ. Gia hỏa này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Hắn giờ mới biết, lăng hàn không phải là không bằng mình, mà là ở trong thông mạch cảnh đã đi được xa hơn, đạt tới độ cao khiến cho hắn không có cách nào tưởng tượng. Vậy hãy để cho ta xem một chút, người rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Thác Bà Thiên Hoang lại xông ra. Lần này hắn không có bất kỳ giữ lại nào, lực lượng trăm vạn cân hoàn toàn bạo phát ra. Tốc độ của hắn cũng đạt tới vận tốc âm thanh. Toàn thân hắn đều giống như bị một tầng khí lưu bao vây. Lăng Hàn cũng chỉ là kích phát ra lực trăm vạn cân cùng thác Bà Thiên Hoang va chạm một chút. Tất cả mọi người nhìn thấy, con mắt hoa lên, hóa ra thông mạch cảnh có thể mạnh mẽ đến mức như vậy. Mà Hồ Dương lại thấy được nhiều thứ hơn. Bình thường mà nói. Hoán huyết cảnh cũng cần đến thời điểm tam biến mới có khả năng nắm giữ vận tốc âm thanh. Từ điểm đó mà nói, Thác Bạt Thiên Hoang đúng là kỳ tài ngất trời. Nhưng, Lăng Hàn rõ ràng chỉ là thông mạch cảnh, tốc độ của hắn lại có thể cũng đạt tới vận tốc âm thanh. Đây mới gọi là khủng khiếp, nhất định phải chiêu mộ qua." Ở trong lòng Hồ Dương thầm nói, ban đầu hắn còn nghĩ rằng có thể bồi dưỡng Thác Bạt Thiên Hoang thành đệ nhất chiến tướng trong số thủ hạ. Hiện tại xem ra phải đổi người rồi, Lăng Hàn Ta thu hồi lại lời nói trước đó, ngươi không khiến cho ta thất vọng." Thác Bà Thiên Hoang cười ha ha, ý chí chiến đấu giống như thiêu đốt rừng rực, hắn vẫn muốn cùng Lăng Hàn tái chiến một hồi. Hiện tại hắn rốt cuộc đạt được mong muốn, trong lòng Lăng Hàn thầm cười lớn, nếu như hắn thật sự bạo phát ra toàn lực, Thác Bà Thiên Hoang sao có thể còn đứng ở đó nói chuyện. Hiện tại hắn đã bị đánh ngã, nhưng mục tiêu của hắn là Hồ Dương, hiện tại đương nhiên sẽ không để lộ hết tất cả con át chủ bài. Hai người va chạm vào nhau, chỉ có điều lực lượng tương đương. Bọn họ cũng đều là kỳ tài võ đạo, muốn dựa vào chiêu thuật áp đảo đối phương là không hiện thực. Bởi vậy, bọn họ chiến đấu vô cùng kịch liệt, lại khó có thể phân ra thắng bại. Hồ Dương vô cùng kích động, gia hỏa này đã tới cực hạn đầu tiên của thông mạch cảnh. Cho dù là thể lực cùng bí lực dung hợp mới đạt tới độ cao như vậy, vẫn là kinh người. Nhặt được bảo, nhặt được bảo, đỡ thêm hàn băng đao của ta. Thác bà thiên hoang hét lớn một tiếng, lại xuất trưởng có khí trắng dày đặc quấn quanh, nhiệt độ ở bốn phía xung quanh nhất thời giảm xuống kịch liệt. Trước đây, bọn họ ở hồ cứ thành đánh một trận. Hắn đã từng dùng qua loại kỹ xảo này, nhưng bây giờ uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Hắn tin tưởng, Hàn Ý như vậy nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thân thể Lăng Hàn. Cho dù chỉ là lạnh đến run rẩy, ở dưới va chạm như vậy cũng sẽ tạo thành kẽ hở cực lớn. Lăng Hàn cảm giác được Hàn Ý kéo tới, nhưng thời điểm Hàn Ý va chạm tới thân thể hắn trên cơ bản lại không có ảnh hưởng. Đây là khí lực của hắn quá mạnh mẽ. Lăng Hàn mặc dù đã lâu không có đo lực, nhưng hắn tin tưởng, thể lực của mình khẳng định vượt qua 50 vạn cân. Trước đó thuốc tắm, lại thêm hồng vân thạch sau đó, khiến cho cường độ khí lực của hắn từ từ tăng vọt. Dĩ nhiên, không có bất diệt thiên kinh, hắn cũng không có khả năng tăng nhanh như vậy. Nhưng ai bảo hắn đã từng là vô địch trí tôn, trong tay nắm giữ không biết bao nhiêu phương pháp, nhãn giới bày ra ở đó, công pháp cải tiến chỉ là chuyện nhỏ. Thể phách cường đại, khí huyết tự nhiên cũng thịnh vượng. Một chút hàn khí ấy của thác bà thiên hoang làm sao có thể khiến hắn bị đông cứng được. Người vẫn không có tiến bộ gì. Lăng hàn lắc đầu, hai tay liên tục huy động, chiến lực không có ảnh hưởng chút nào. Cái gì, thác bà thiên hoang không có cách nào tiếp nhận được. Hàn băng đao hiện tại là do hắn lấy tu vi hoán huyết cảnh đẩy mạnh ra. So với trước đây đâu chỉ cường đại gấp 10 lần, thế này vẫn không có cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với lăng hàn sao xem ra, ngươi không có chiêu gì mới. Lăng Hàn thoáng lộ ra một biểu tình không còn hứng thú. Vậy cũng không chơi cùng ngươi nữa. Thác bà thiên hoang thiếu chút nữa hô lên. Chơi, ngươi đang đùa giỡn cùng ta sao? Đây là sỉ nhục quá lớn đối với hắn. Ngươi vẫn điên cuồng như vậy. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Nhưng ngươi quên, chỗ cường đại nhất của hoán huyết cảnh là ở đâu? mươi 3665, thua người, thua cả tâm. ầm, hắn sôi trào huyết khí. Nhất thời, khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn điên cuồng phun ra. Lực lượng của hắn giống như gió bão tăng lên, ăn của ta một trường nữa. Hắn đẩy mạnh hàn băng trường kéo tới. Hắn ban đầu vốn có lực trăm vạn cân, hiện tại lại đại bạo phát, thậm chí vượt quá 250 vạn cân. Lực lượng này vô cùng khủng khiếp, lăng hàn không cứng rắn chống đỡ. Tuy rằng hắn đã nắm giữ được tần suất công kích của thác bà thiên hoang, hoàn toàn có thể hóa giải công kích của đối phương. Nhưng thực sự không đáng đây không phải là đối thủ cuối cùng của hắn bởi vậy lăng hàn chỉ triển khai phi toa bộ không ngừng né tránh không ai chê cười lăng hàn bởi vì phần lớn mặt người đều sẽ lựa chọn né tránh đối với hoán huyết cảnh bạo phát không giao đấu chính diện trừ khi lực lượng có thể nghiền ép ngược lại lăng hàn rõ ràng lực lượng không địch lại còn muốn đi trực diện vậy mới thực sự là quá ngu xuẩn lăng hàn cũng không vận dụng phi toa bộ tới cực hạn mà là sử dụng một bước dừng một bước chỉ cần bảo đảm hắn không bị thác bà thiên hoang đánh đến là được nếu không cho dù thể phách của hắn có tăng lên cũng không có khả năng chống đỡ được lâu tới 10 phút ừ hắn cần cần một thể phách mạnh hơn lang hàn nghĩ như vậy nói nhìn hắn hữu kinh vô hiểm né tránh như thế ra đầu tất cả mọi người cảm thấy tê dại từng đợt hóa ra thông mạch cảnh có thể mạnh mẽ đến như vậy phải biết rằng chiến lược của thác bà thiên hoang hiện tại đều có thể so với ngũ biến bình thường nói cách khác lăng hàn đối mặt với một cao thủ ngũ biến thật sự hắn chí ít cũng có thể chống đỡ được mấy chiêu khẳng định chỉ có mấy chiêu tất cả mọi người đều nghĩ như vậy với tốc độ cao của hắn hiện tại tuyệt đối không có khả năng duy trì trong thời gian quá lâu nhưng tính dẻo dai của lăng hàn lại mạnh mẽ ngoài dự đoán của tất cả mọi người một phút ba phút bảy phút hắn vẫn đang tránh né a à, lại qua ba phút nữa thác bạt thiên hoang sẽ từ trạng thái bạo phát ngã xuống sắc mặt thác bà thiên hoang càng lúc càng thảm, thời kỳ bạo phát của hắn không phải là 10 phút, mà là 11 phút. Nhưng vấn đề là, cho dù thời kỳ bạo phát thêm một phút, lại như thế nào? Hắn còn có một đường hy vọng, đó chính là lợi dụng tâm lý phổ biến của mọi người, cho rằng thời kỳ bạo phát hoán huyết cảnh chỉ có 10 phút. Nói không chừng lăng hàn sẽ thả lỏng xuống, như vậy hắn có thể một đòn thành công. Được, chiến chiến chiến, 10 phút rất nhanh đã đến, nhưng điều khiến cho thác bà thiên hoang thất vọng chính là, Lăng Hàn cũng không triển khai phản kích, mà vẫn đang kéo dài khoảng cách. Người cũng quá cẩn thận rồi. Thác bạt thiên hoang cảm thấy bất đắc dĩ. Đối mặt với đối thủ cẩn thận như vậy, âm mưu của hắn chỉ có thể thất bại. Hắn không nói gì, tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu làm sao có thể phong phú như vậy. Làm gì có điểm nào giống như là một người trẻ tuổi 18-19 tuổi. Căn bản là lão chiến sĩ bản thân trải qua trăm trận chiến. Đây là tự nhiên, Lăng Hàn ở trong thế giới nguyên từng trải tất cả bao nhiêu chiến đấu lớn nhỏ. Tính kế với hắn sao? Ha ha, Thác Bạt Thiên Hoang vừa qua thời kỳ bạo phát, lang hàn lại triển khai phản kích, hắn vẫn không có vận dụng lực lượng quá mạnh mẽ, chỉ là so với chút lực lượng giống như Thác Bạt Thiên Hoang, nắm lấy cơ hội, cho Thác Bạt Thiên Hoang một cái. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới sức tái chiến của Thác Bạt Thiên Hoang. Nhưng bị thông mạch cảnh bắn trúng một cái, hắn còn không biết xấu hổ tái chiến sao? Vẻ mặt hắn mất mát, lòng tin của hắn bị đả kích đến mức vỡ thành mảnh nhỏ nắm ưu thế một cảnh giới lớn huyết khí cũng sôi trào bạo phát lớn như vậy lại không thể nào bắt được lăng hàn hắn còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt lăng hàn sao bốp 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 hồ dương vỗ tay tới cười nói đặc sắc thực sự đặc sắc lăng hàn nhìn hắn nói là ngươi đánh liên kỳ chủ bị thương liên tuyết dung chính là tam biến cho dù phóng tầm mắt ra toàn bộ học viện người có thể đánh bại nàng cũng sẽ không nhiều luận bàn một chút mà thôi hồ dương thản nhiên nói Lăng Hàn đúng không, ta rất xem trọng ngươi. Trong thế hệ trẻ đế đô, người thông mạch đạt được cực hạn đầu tiên cũng không nhiều, còn không có đột phá hoán huyết cảnh. Chắc hẳn lại một mình ngươi, ngươi cho dù nịnh nọt ta, cũng khó trốn khỏi kết quả bị ta đánh một trận. Lăng Hàn thản nhiên nói, đánh với thác bà thiên hoang, chỉ là hận hắn không tranh, giúp người ngoài khi dễ người một nhà. Còn đối với Hồ Dương lại khác, hắn đã thương liên tuyết dung, lấy tính cách bao che khuyết điểm của Lăng Hàn, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn sắc mặt Hồ Dương không khỏi trầm xuống. Hắn xem trọng Lăng Hàn, không có nghĩa là có thể mặc cho Lăng Hàn cưỡi đến trên đầu của hắn dương oai. Cái đầu cứng này nhất định phải mài bằng, bằng không cho dù lấy lợi dụ dỗ hắn tiến vào Hồ ra Bang, sau này cũng sẽ trở thành mối họa. Lăng Hàn, người thực sự quá ngông cuồng, hắn thản nhiên nói, không thực lực mới gọi là điên cuồng, có thực lực gọi là tự tin. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, đến đây đi, người có phải cũng áp chế cảnh giới đánh cùng ta một chút chứ? Tốt, lại khiến cho người thua đến tâm phục khẩu phục." Hồ Dương thuận miệng nói, "Ta cũng lấy tu vi nhất biến tới chiến đấu cùng ngươi." Ầm, ừ, dưới chân Lăng Hàn dẫm một cái, nhất thời phát ra tốc độ nhanh tới mức kinh người. Một quyền đánh ra, đánh về phía Hồ Dương, Hồ Dương cũng một quyền đánh ra, cảnh giới của hắn cao như vậy, trăm triệu lần không có khả năng trốn tránh Lăng Hàn. Ầm, ừ, âm thanh giống như tiếng sấm nổ, kinh khí bay vụt qua. Chỉ thấy Hồ Dương lùi lại phía sau bảy bước, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Cái gì? Hồ Dương lại có thể không địch lại Lăng Hàn? Tuy rằng mọi người đều biết Hồ Dương áp chế tu vi, nhưng hắn mạnh như vậy, chỉ cần cảnh giới còn ở trên Lăng Hàn, vậy không nên không địch lại mới đúng. Chỉ có bản thân Hồ Dương mới biết, một quyền vừa rồi hắn vận dụng bao nhiêu lực lượng. Hắn thật ra đã ép lực lượng đến nhị biến, nhị biến của hắn đủ để đạt được một lực lượng khoảng 120 vạn cân. Nhưng thời điểm đối kháng với Lăng Hàn lại à hoàn toàn không địch lại. A, à, thời điểm vừa rồi gia hỏa này cùng thác bạt thiên hoang đánh một trận, vẫn còn giấu nghề. Dựa vào, hắn là cố ý đào hố cho mình, sắc mặt hồ dương thâm trầm, đây thật là một người trẻ tuổi từ thâm sơn cùng gốc đi ra sao. Tâm kế này cũng quá thâm trầm, chương 3666, lĩnh ngộ mới. Quả thực phúc hắc, hắn hít một hơi thật sâu, nói, hóa ra, lực lượng chân chính của ngươi vượt qua cực hạn đầu tiên, thậm chí còn không có ngừng lại. Cái gì là cực hạn đầu tiên? Thác bà thiên hoang buồn bực, hắn nhìn về phía người của Hồ Gia Bang bên cạnh người của Hồ Gia Bang thỉnh giáo. Đợi đến khi nghe qua một lượt về lực cực hạn trăm vạn cân và hai trăm vạn cân hắn không khỏi hoảng sợ, rơi vào sâu hơn trong tuyệt vọng. Hóa ra, hắn thật sự phải là ếch ngồi đáy giếng. Mệt hắn còn tưởng rằng mình so với Lăng Hàn chỉ thua kém một ít. Lăng Hàn mỉm cười, nói, nếu như không có bao nhiêu cân lượng, chẳng phải là sẽ bị tất cả đám người các ngươi ăn tới cặn bã xương cốt cũng không còn dư lại sao vậy thì làm sao có thể ra sức đánh chó dữ hắn nói hoàn toàn không có lưu tình lời lẽ thực sự quá độc ác lưu mặt mũi cái gì đối phương cũng đã xông tới cửa bắt nạt còn đánh cả liên tuyết dung chuyện này không có khả năng cải thiện được sắc mặt hồ dương càng thêm khó coi tuy rằng hắn cũng biết tất cả thiên tài đều cao ngạo ngạo nhưng cao ngạo thì cao ngạo lại có người nào độc miệng giống như lăng hàn thật không lịch sự hư có cái miệng cũng không quản được vậy để cho quản giúp ngươi hắn phóng người lên, xông về phía Lăng Hàn. Lúc này, lực lượng của hắn tăng lên tới 150 vạn cân. Cái gì áp chế đến tu vi nhất biến? Ta nhổ vào, Lăng Hàn đón nhận, ầm, hai người lại va chạm, phát ra một tiếng nổ lớn. Một đạo lực lượng hóa thành chấn động mắt thường có thể thấy được, tản về phía bốn phương tám hướng. Thân hình Hồ Dương lắc một cái, lui lại phía sau thêm ba bước. Lăng Hàn lại vẫn đứng ổn, điều này khiến Hồ Dương thật sự chấn động. Dựa vào, Lực lượng 150 vạn cân còn không thể đánh bại được Lăng Hàn. Sợ rằng lực lượng của tiểu tử này đạt được 160 vạn. Quá kinh khủng, hắn đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, người này sẽ không trở thành Hồng Thiên Bộ thứ hai chứ? Trước đây người kia ở thông mạch cảnh đạt tới lực lượng cường đại 200 vạn cân, lúc đó hắn mở ra truyền kỳ, thành ác mộng cho tất cả mọi người cùng một thời kỳ với hắn. Thật may, người kia bởi vì quá yêu nghiệt, ở trong học viện chỉ đợi mấy năm mà thôi. Nếu như Lăng Hàn trở thành Hồng Thiên Bộ thứ hai, Vậy chẳng phải sẽ lại một lần nữa sinh hoạt ở dưới bóng tối vô tận sao? Không không không, yêu nghiệt giống như Hồng Thiên Bộ vậy, thế gian chỉ có khả năng xuất hiện một lần, không có người thứ hai. Nếu không thực sự không cho người ta sống nữa, cực hạn thứ hai của thông mạch cảnh, chỉ có Hồng Thiên Bộ có thể đạt được. Hồ Dương hét lớn một tiếng, lực lượng lại nâng cao. Lực lượng 200 vạn cân, như vậy khẳng định có thể nghiền ép. Ầm, hai người lại va chạm phát ra tiếng nổ lớn, lúc này lang Hàn quả thực không địch lại thân hình hắn lắc lư, liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại nửa điểm thương cũng không có. Lực lượng của Lăng Hàn cũng khoảng 160 vạn cân. Sau khi va chạm, hắn còn phải chịu lực lượng 40 vạn cân. Nhưng điều này đối với thể phách của hắn hiện tại mà nói, đã không tính là gánh nặng quá lớn, hoàn toàn có thể chịu được. Chỉ ít vài lần công kích là hoàn toàn không thành vấn đề. Dương ca dáng thật tốt, so với Dương ca chúng ta, người chẳng qua là đống cặn bã người của Hồ Gia Bang đều phất cờ hò reo, thay Hồ Dương trợ uy. Trước đó Hồ Dương liên tục bị thiệt, khiến cho tâm tình của bọn họ rất áp lực. Hiện tại, bọn họ cuối cùng có thể thỏa thích hoan hô. Cát thu lính kỳ quái, nói, một hoàn huyết ngũ biến áp chế một thông mạch cảnh, có cái gì để đắc ý? Hắn là một thiếu niên chính trực, có nghi vấn gì dĩ nhiên là lập tức hỏi lên. Nhất thời, tất cả tiếng reo hò biến mất, đúng vậy, chiếm thượng phong lại như thế nào, có hào quang gì được? Ngũ biến khi dễ thông mạch mà thôi." Hồ Dương cắn răng một cái, dù sao đã không biết xấu hổ, vậy còn có cái gì phải e ngại nữa. Hắn không giữ lại nữa, toàn lực ứng phó. Ở thời điểm thông mạch cảnh, hắn đã thông 20 mạch. Bí lực cao tới 40 vạn cân, lại thêm tu luyện thể thuật, lực lượng cực hạn của hắn chính là 60 vạn cân, cũng đặc biệt không đơn giản. Hiện tại hắn bước vào ngũ biến, bí lực của hắn cao tới 250 vạn cân. Thể lực tuy rằng nâng cao không lớn, bởi vì thể tu cần nguyên liệu quá đắt. Nhưng hắn cũng đạt tới hơn 60 vạn cân, hai bên dung hợp, mặc dù không cách nào đạt được mức độ hoàn mỹ, lại còn cao tới 290 vạn cân. So với ngũ biến bình thường gần như đã vượt qua 5 phần. Đây còn là ở dưới tình huống không có huyết khí sôi trào. Nếu không, lực lượng của hắn có thể đạt được khoảng 700 vạn cân. Thể lực có thể không có cách nào huyết khí sôi trào tăng lên gấp bội, nhưng lực lượng 700 vạn cân nghiền ép xuống, một quyền của hắn đánh ra, Lăng Hàn khẳng định chỉ có kết cục bị đánh nổ. Đương nhiên, hắn cũng không dám đánh chết Lăng Hàn, thứ nhất giữa hai người căn bản không có thù hận sâu như vậy. Thứ hai hắn vẫn muốn chiêu mộ Lăng Hàn, thứ ba đánh chết, học viện sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Lực lượng 200 vạn cân đủ vậy, tiểu tử, không nên quá cuồng ngạo, cần biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn." Hắn ha ha cười nói, hai tay hắn đánh ra giống như nổi trống, điên cuồng đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không cùng đối phương liều mạng, dưới chân hắn na chỉ là làm quen với lực lượng hồ dương nắm bắt lấy tần suất trong đó thỉnh thoảng cũng sẽ đánh ra một quyền lực lượng hơn trăm vạn cân chấn động cho dù là hồ dương cũng không dám cứng rắn ăn vào nhìn lăng hàn cùng hồ dương đánh có tới có lui suy nghĩ lại mình chỉ năm mười chiêu đã bị hồ dương đánh bại sắc mặt thác bạc thiên hoang đen vô cùng mỗi lần liếc mắt nhìn thêm hắn sẽ cảm giác lòng tin của mình bị cắt đi một tít một trăm chiêu hai trăm chiêu cuộc chiến đấu của hai người vẫn còn tiếp tục Hồ Dương dần dần mất đi kiên trì, hắn là ngũ biến, lâu như vậy vẫn không thể đánh bại được một thông mạch ảnh. Truyền ra ngoài, trên mặt hắn không còn ánh sáng nữa. Hắn bắt đầu tăng lực, 250 vạn cân, Lăng Hàn nhất thời cảm giác được áp lực, lực lượng cuồng bạo như vậy công kích, mang theo kình phong cũng vô cùng đáng sợ, tạo thành ảnh hưởng đối với việc hắn dịch chuyển. Hắn dự định phản kích, bởi vì lâu như vậy, hắn đã nắm bắt được tần suất công kích của Hồ Dương. Ở thời điểm đang muốn ra quyền, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Đây là liên quan tới phi toa bộ, chương 3667, Hồng Thiên Bộ thứ hai. Một, hắn đã sớm nắm giữ môn bộ pháp này, nhưng có vài câu khẩu quyết luôn cảm thấy có chút khác thường. Hình như có chút không thích hợp, thậm chí dư thừa. Nhưng bây giờ linh quang vừa hiện, hắn bắt được linh cảm. Hóa ra là như vậy, hắn bất chợt cười to, người giống như cành liễu trong gió, nhẹ nhàng lắc lư. Toàn thân thậm chí cũng bay lên, Chân đạp lên không khí, giống như phi tiên. Chuyện bay, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ làm sao có thể nhìn thấy dạng tranh đấu như vậy? Có người lại có thể bay nhảy ở trong khoảng không? Hồ Dương cũng khiếp sợ tới mức ngây người. Lăng hàn có thể bay. Dựa vào, vậy còn đánh như thế nào? Người ta đánh không lại, trực tiếp bay lên bầu trời. Hắn đuổi theo thế nào? Nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ ngũ biến, lập tức bắt được ảo diệu bên trong. Hóa ra Lăng Hàn không phải thật sự biết bay. Mà là giống như cánh diều, mượn lực lượng hắn đánh ra thực hiện bay lượn. 200 lực lượng 50 vạn cân đương nhiên cũng đủ lớn, hoàn toàn chống đỡ được trọng lượng của một người. Như vậy cũng giống như sóng biển mãnh liệt thậm chí có thể ném thuyền lớn đi. Nhưng chỉ cần một tấm ván lướt sóng, con người lại có khả năng chinh phục sóng lớn, điều khiển hướng đi, lao về phía trước. Hiện tại, Lăng Hàn lại đạp sóng lực của hắn, thực hiện bay vút lên không trung. Nhưng vấn đề là, cho dù hắn biết điểm ấy cũng không có cách nào bắt trước theo. Bởi vì kinh lực hỗn loạn, thật giống như có thật nhiều con sóng vỗ tới, rất dễ dàng đã bị đánh cho lật người. Cho nên, hắn muốn mượn một đạo lực thì có thể. Nhưng muốn mượn 10 đạo, trăm đạo, đó chính là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Xuống đây cho ta, hồ dương quát to, hắn ra quyền trở nên không có quy luật chút nào, muốn phá hủy tiết tấu của Lăng Hàn, khiến cho hắn từ không trung ngã xuống. Nhưng Lăng Hàn thuận gió lưu chuyển, vẫn nhẹ nhàng lay động ở trên đó. Hình như hắn lại biến thành mảnh giấy, cho dù kình phong lại gào thét lao, có thể thổi đi gian nhà, lại không xé thể xé rách được một tờ giấy. Đối với việc khống chế lực lượng, Lăng Hàn đã đạt tới trình độ đỉnh cao. Đổi lại thành một người khác, tuyệt đối không thể lại bắt được tần suất công kích của Hồ Dương nhanh như vậy, do đó tiến hành lợi dụng. Nhưng Lăng Hàn là ai? Vô địch trí tôn trong thế giới nguyên, hắn từng trải tất cả lớn nhỏ bao nhiêu trận chiến đấu. Thế giới này có ai có thể so sánh được với hắn? Hồ Dương vô cùng phiền muộn. Lực một đòn của hắn tuy rằng cuồng bạo, nhưng thời gian đánh ra, lang hàn lại thuận gió lưu chuyển, giống như một chiếc thuyền lá, mặc cho người sóng lớn ngập trời, hắn vẫn có thể theo sóng đuổi lãng, vật lộn trên trời cao. Hắn cuối cùng toàn toàn không giữ lại, hoàn toàn phát huy ra lực lượng đạt tới 300 vạn cân. Cho dù lực lượng có thể tăng lên tới 40 vạn cân lại như thế nào. Lăng Hàn vẫn vô cùng ung dung, đạp gió mà đi, tiêu sái đến mức không thể tăng thêm được nữa. Hồ Dương cắn răng, Đối thủ rõ ràng vô cùng yếu, nếu như trực diện đánh, Lăng Hàn tuyệt đối không chống đỡ nổi một đòn của hắn. Không ngã cũng phải bị thương nhẹ, nhưng vấn đề là trên người Lăng Hàn hình như có bôi một tầng dầu, quá trơn trượt, căn bản không nhận lực. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sớm muộn sẽ tiêu hao hết lực lượng. Hồ Dương rất sốt ruột, hắn đang suy nghĩ có nên dùng tuyệt chiêu, hoặc là xô trào huyết khí. Lăng Hàn nhìn như tiêu sái, nhưng trong đầu lại vẫn duy trì ở trạng thái hoạt động liên tục. Hiện tại kinh lực vô cùng phức tạp, hắn chỉ cần hơi có chút sai lầm, khẳng định sẽ rối loạn đầu trận tuyến, từ trong trạng thái tung bay như tiên này lui ra ngoài. Nhưng cảm giác như vậy thật sự rất khá, hình như đang nắm giữ tất cả, bao trùm trên phàm trần. Hồ Dương cuối cùng không có cách nào tiếp tục chịu đựng được nữa. Hắn hét lớn một tiếng, ầm, huyết khí từ trong cơ thể hắn bay lên ra, hóa thành một tiểu nhân. Hắn là ngũ biến, huyết khí ngưng tụ thành người. Hắn bạo phát, bí lực tăng lên 2, 6 lần. Lại thêm thể lực, hắn đạt tới lực lớn 700 vạn cân, thân hình lăng hàn nhất thời siêu siêu vẹo vẹo, lại không có cách nào mượn lực được nữa. Không vì cái gì khác, kinh lực cường đại vượt qua cực hạn hắn có thể khống chế rất xa. Lực lượng tuyệt đối nghiền ép, hừ, hiện tại xem hắn còn trốn thế nào? Dương ca bạo phát ra, lực lượng có thể đạt tới 700 vạn cân. Cho dù là cực cốt cảnh chẳng qua cũng chỉ như vậy. Đây là nghiền ép tuyệt đối cho dù chỉ cần bị một đạo kinh lực đó quét qua cũng chính là vô cùng đáng sợ người của hồ gia bang đều nói theo bọn họ đây là lực lượng lăng hàn tuyệt đối không thể chống đỡ nổi lăng hàn quả thực không có cách nào tránh né nữa hồ dương công kích không chỉ là lực lớn hơn nữa tốc độ quá nhanh phóng ra ngoài còn có thể đạt được khoảng cách ba trượng hắn ngay cả bắt được quy tích đối phương ra tay cũng khó khăn căn bản không có khả năng sớm đưa ra ứng biến cho nên hiện tại lăng hàn chỉ có một đường đón đỡ nếu không chính là chịu đòn, không có khả năng nào khác, đây là kết quả lực lượng nghiền ép, khiến cho tất cả kỹ xảo đều trở thành phù vân. Lực lượng 700 vạn cân sao, tới đi, lang Hàn sớm đã có sự chuẩn bị, một quyền của hắn đánh ra, trực tiếp đón đỡ, cái gì, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được. Mỗi người đều có một nhận thức, đó chính là trừ khi lực lượng của ngươi chiếm lấy ưu thế, bằng không gặp phải hoán huyết cảnh sôi trào huyết khí tiến hành bạo phát, phải tránh mặt trước. Nhưng Lăng Hàn lại có thể trực tiếp đón đỡ, đây là muốn chết sao? Chỉ có điều suy nghĩ lại một chút, Lăng Hàn cũng không có lựa chọn nào khác. Lúc này trốn tránh lại trốn tránh không được, vậy còn không bằng ở chính diện liều mạng một chút, chí ít cũng thua có chút khí phách. Ầm, um, tốc độ hai người này công kích là nhanh tới mức nào? Trong đầu mọi người chỉ hiện lên một ý niệm, kinh lực của hai người đã chính diện giao phong, lực lượng của Hồ Dương giống như một ngọn núi lớn, có thể nghiền ép tất cả. Nhưng mà công kích của Lăng Hàn lại giống như một cây búa, đập đông đập tây của ngọn núi này, đập nát tất cả tiếp điểm vững chắc. Bởi vậy, một quyền này đánh qua, lực lượng ban đầu vốn là 700 vạn cân lần lần lượt bị tách ra, hóa thành vô số đạo lực lượng trăm vạn cân, uy lực nhất thời đột nhiên giảm xuống, lại không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với Lăng Hàn. Một đòn đánh qua, Lăng Hàn và Hồ Dương dường như đều không có vấn đề ấy. Chương 3668, Hồng Thiên Bộ thứ hai. 2. Dựa vào Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mỗi người đều có một loại cảm giác muốn phát điên. Đây nhất định là đang đùa sao, cho dù là bản thân Hồ Dương cũng không cách nào tiếp nhận được. Hắn đã đánh ra lực lượng cường đại 700 vạn cân, sao có thể bị hóa giải như vậy? Trong lòng Lăng Hàn kích động, trước đó hắn cùng với Hồ Dương đấu lâu như vậy, sớm đã thăm dò tần suất gia quyền của đối phương, lại vừa bạo phát lực lượng 20 lần, lúc này mới có thể khó nhọc hóa giải một đòn này của Hồ Dương. Mà bởi vì Hồ Dương cũng không có dùng lực lượng trồng, bằng không lực lượng trồng chất vừa đến, lấy lực bạo phát của Lăng Hàn lại có thể kiên trì được mấy lần. Chỉ có điều, những người khác cũng không biết, bọn họ chỉ thấy Hồ Dương đã sôi trào huyết khí, lại vẫn không thể nào trấn áp Lăng Hàn được, thậm chí, hai bên còn không phân ra kết cục thắng bại. Thật sự quá lợi hại, thực sự quá kinh người, bọn họ chẳng lẽ lại phải thật sự tận mắt chứng kiến Hồng Thiên Bộ thứ hai quật khởi sao? Hồ Dương cũng mất hồn mất vía, hắn còn có chiêu thuật mạnh hơn chưa sử dụng ra, ví dụ như lực lượng chồng, ví dụ như võ kỹ đặc biệt. Tất cả đều có thể khiến cho chiến lực của hắn lại nâng cao. Nhưng hắn không thể không do dự, điều này tương tương với muốn kết tử thù cùng Lăng Hàn. Vậy chờ tới khi đối phương bước vào hoán huyết cảnh, thực sự trở thành hồng thiên bộ thứ hai, vậy Hồ Gia Bang lại phải rơi vào công kích đáng sợ tới mức nào? Năm đó mỗi người đều phải ngửa mặt nhìn mũi của hồng thiên bộ. Ký ức như vậy cũng không xa xôi đáng giá sao cho nên hồ dương bỏ đi ý nghĩ tiếp tục chiến đấu hắn dừng tay lại chỉ là huyết khí một khi sôi trào chính là quá trình không thể cắt đứt chỉ có thể lãng phí ha ha lang sư đệ thực lực thực sự kinh người hắn cầm được thì cũng buông được lập tức cười ha hả nói không đánh không quen biết kết giao bằng hữu vậy phải nhìn xem ngươi có bao nhiêu thành ý lang hàn thản nhiên nói tất cả đều dễ nói hồ dương thấy thế không khỏi mừng rỡ nếu như hiện tại hắn có thể cùng Lăng Hàn tạo quan hệ, như vậy khi Lăng Hàn thực sự trở thành hồng thiên bộ thứ hai, Hồ Gia Bang ở trong học viện cũng có thể nhảy một cái trở thành thế lực đứng đầu. Hắn nói một hồi, biểu thị có thể ở thời điểm Lăng Hàn còn yếu, hắn sẽ chiếu cố, cũng cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lăng Hàn cơ bản chỉ nghe, rất ít nói chuyện, thác bà thiên hoang ở một bên, sắc mặt không khỏi càng lúc càng khó coi. Đồng dạng là thiên tài, đồng dạng là bị chiêu mộ, nhưng hắn cùng với Lăng Hàn đãi ngộ lại bao nhiêu không thể so được, hắn đố kỵ, lúc trước bản thân mình lại là đệ nhất thiên tài Hồ cứ thành. Cho dù sau đó bị Lăng Hàn đoạt đi danh hiệu này, thật ra hắn cũng không có kém hơn so với Lăng Hàn là bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì sao? Ở trong mắt Hồ Dương, một người là đất ngói, một người khác lại là gạch vàng. Căn bản không thể so sánh được. Sau một hồi, Lăng Hàn trước sau lại không nhả ra, vừa không nói muốn gia nhập Hồ Gia Bang, cũng không có nói sẽ cùng Hồ Dương liên thủ các loại. Hồ Dương miệng khô lưỡi nóng nói, Lang sư đệ, sư đệ rốt cuộc có yêu cầu gì? Lang Hàn nhoẻn miệng cười, rất đơn giản, nếu như Hồ sư huynh đồng ý để cho liên sư tỷ đánh một trận, chúng ta lại kết giao bằng hữu. Hồ Dương không khỏi ngẩn người, hóa ra làm nửa ngày, người là đang đùa dẫn ta. Lang sư đệ, người quá đáng quá rồi. Hắn nặng nề hừ một tiếng. Lang Hàn lại lo lắng nói, Hồ sư huynh, vậy 10 phút thì sao? Ta nhổ vào. Hồ Dương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, một câu nói không đầu không đuôi này của Lăng Hàn là có ý gì? Hoán huyết cảnh bạo phát, cũng chỉ có 10 phút, hóa ra, vừa rồi Lăng Hàn nói chuyện với hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian, dụng ý chính là để cho thời kỳ huyết khí sôi trào của hắn bạo phát ra, trực tiếp bị lãng phí. Dựa vào, người sao có thể âm hiểm như thế? Người làm sao có thể bất lịch sự như thế? Vô sỉ, quá vô sỉ, Hồ Dương tức giận đến hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi dù gì cũng là một thiên tài, chúng ta dù gì cũng là ở trong một học viện, người lại có thể sử dụng ám chiêu như vậy. Chỉ có điều, người cũng khó tránh khỏi quá tự tin đi. Cho dù ta không thể bạo phát ra sôi trào huyết khí, người làm sao có thể là đối thủ của ta? Tiểu nhân vô sỉ, người cho rằng, ta không bạo phát thì không trị được ngươi sao? Hắn lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ nói. Hắn vẫn nắm giữ lực lượng gần 300 vạn cân, gần như nhiều gấp 2 lần so với lăng hàn. Lực lượng gấp bội này cũng không đơn giản như tương đương với hai người liên thủ thân pháp của lăng hàn tuy rằng nhẹ nhàng hắn cũng không thể dùng tới lực lượng cũng không phải hao tổn không chịu nổi ngươi không xin lỗi liên sư tỷ ta lại đánh tới khi ngươi phục mới thôi lăng hàn ra tay phát động công kích về phía hồ dương bây giờ mọi người mới hiểu được câu nói vừa rồi của lăng hàn là có ý gì ở trong lòng mọi người đều tự nhủ người này thực sự phúc khắc hắn lại muốn đến lấy phương pháp như vậy hao tổn một con át chủ bài của hồ dương chỉ có điều suy nghĩ lại một chút lăng hàn chỉ là thông mạch ảnh muốn để cho hắn và hồ dương đánh nhau, điều này vốn chính là không công bằng. chẳng lẽ lại thật sự phải ngu ngốc hồ đồ trực diện cứng rắn như vừa rồi hay sao? hắn sử dụng chiêu thuật như vậy cũng là bị bắt buộc. hơn nữa, đây cũng không phải là chủ động hồ dương dừng tay sao? có thể trách được ai? âm um, âm um, âm um, lăng hàn cùng hồ dương đại chiến. lúc này hồ dương không bạo phát, tuy rằng ở trên phương diện lực lượng, hắn còn có thể nắm giữ ưu thế tuyệt đối nhưng đối mặt với thân pháp nhẹ nhàng này của lăng hàn những lực lượng vượt quá thật ra cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính quyết định nói cách khác nếu như hồ dương không sử dụng tuyệt chiêu tiếp tục như vậy hắn vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng lăng hàn dĩ nhiên trái lại cũng giống như vậy hiện tại quyền chủ động vẫn ở trong tay hồ dương rất nhanh sẽ không còn như vậy nữa ở trong lòng lăng hàn thầm nói hắn đã nắm bắt được tần suất công kích của hồ dương sau đó hắn vận chuyển công pháp hầu ca bất chợt đánh ra một quyền đây là yêu hầu quyền. Hiện tại trong tay Lăng Hàn sử dụng ra, hắn dường như hóa thân thành một con yêu hầu viễn cổ, trên có thể phá thiên, dưới lại có thể chấn địa. Lại thêm 20 lần lực lượng trồng chất, có lực phá hoại vô cùng đáng sợ. chương 3669, siêu cấp vô sỉ. Hơn nữa, lực lượng trồng chất này còn căn cứ vào tần suất công kích của Hồ Dương để đưa ra điều chỉnh. Hồ Dương đón nhận một đòn, nhưng lực lượng lại tan dã từng tầng, giống như chiếc thùng rỗng kêu to. ầm um, Lăng Hàn đánh qua một quyền, toàn thân Hồ Dương đều chấn động bay ra ngoài. Nhất thời, tất cả mọi người ở đó hoàn toàn yên tĩnh. Trực diện đối kháng, một thông mạch cảnh đánh bay Hồ Dương cao thủ ngũ biến toàn lực ra tay. Cho dù không có sử dụng tới huyết khí sôi trào, điều này vẫn là một kỳ tích làm cho người ta không cách nào tin nổi. Hồ Dương bị đánh bay, hắn nặng nề rơi xuống trên mặt đất, nhưng lập tức lại bò dậy, sắc mặt biến hóa kịch liệt. Hắn lại có thể bị Lăng Hàn đánh bay, không phải là hắn khinh địch sơ suất mà là đang trực tiếp đối đầu. Không cần hoài nghi, nhiều lắm thì ngày mai, chuyện này sẽ truyền khắp học viện. Hắn lại trở thành một trò cười từ đầu đến cuối, sau này hắn cũng sẽ trở thành lá xanh đầu tiên trong câu chuyện truyền kỳ của Lăng Hàn. Không, hắn không thể bại, hắn cũng không muốn làm nhân vật phản diện như vậy. Miệng hắn phun ra máu, một đòn vừa rồi quả thực đã thương tới hắn, nhưng hắn dù sao cũng là ngũ biến, một đòn như vậy còn chưa đủ để khiến cho hắn bị thương nặng hai cánh tay hồ dương mở ra, hai tay lại hóa thành hình chảo, đầu ngón tay lại có ánh sáng màu đen chấp động, lăng hàn dùng mình, đối phương làm vậy là muốn sử dụng tới một môn võ kỹ. Suy nghĩ một chút tới yêu hầu quyền sẽ biết, điều này có thể trồng chất tối đa 108 tầng lực lượng. Uy lực kinh người tới mức nào, có thể ép ta dùng ra phá diệt chảo, cũng coi như người đủ để kiêu ngạo. Hồ Dương nói với giọng điệu uy nghiêm đáng sợ, Lăng Hàn bóp xương ngón tay, phát ra những tiếng rắc rắc vang vọng, hắn không khiếp sợ đánh một trận, phá diệt vạn thiên, hồ dương nhảy lên một cái, một chảo ấn ra, hình thành từng ảo ảnh, chấn áp về phía lăng hàn. Lăng hàn sử dụng ra yêu hầu quyền, nghênh đón về phía hồ dương. Âm, um, quyền, trưởng công ích, phát ra tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm dậy. Thân hình lăng hàn lại chấn động, lảo đảo lùi lại phía sau. Hắn giơ tay lên nhìn, chỉ thấy trên mặt nắm đấm lưu lại mấy lỗ máu, tuy rằng không cắt vào thịt quá sâu, nhưng đã chạm đến xương. Một chảo này, uy lực kinh người, lang Hàn lắc lắc tay, thật may, xương của hắn cứng rắn, nếu không, một chảo này rất có khả năng khiến cho xương của hắn cũng phải nứt ra. Quả nhiên rất lợi hại, hừ, người căn bản không biết ta vì tu luyện thành phá diệt chảo đã phải trả cái giá lớn như thế nào đâu. Hồ Dương Ngạo Nghễ nói, từ khi bắt đầu năm tuổi, mỗi ngày ta đều lấy 10 ngón cắm vào trong cái hộp đầy gai sắt. Người biết, như vậy phải đau tới mức nào không, mỗi lần sau khi chấm dứt, sử dụng nước thuốc ngâm, khiến cho vết thương nhanh chóng khôi phục. Nhưng vết thương tuy rằng khôi phục, nhưng thống khổ lại vẫn lưu lại. Cứ như vậy, hết ngày này tới ngày khác, hết năm này lại tới năm khác, ta đã luyện tròn 22 năm. Lang Hàn cười nhạt, không sai, nghị lực vẫn tính là tốt. Từ góc độ của hắn mà nói, trong thế giới nguyên ai luyện một môn công pháp mà không tốn đến mấy vạn năm thậm chí mấy mười vạn năm. Hồ Dương chỉ dùng 22 năm, thật ra cũng lại chỉ như vậy. Không có cách nào, thế giới này võ đạo sơ hưng, thọ nguyên của hoán huyết cảnh cũng chỉ khoảng 200 năm. Hồ Dương đối với câu trả lời của Lăng Hàn lại cảm thấy rất khó chịu. Hắn hừ một tiếng, nói, người hình như xem thường. Vậy ta sẽ để cho người biết một chút về sự lợi hại chân chính của phá diệt trảo. Hắn xông qua, hai chảo vung lên, công kích mạnh mẽ về phía Lăng Hàn. Nếu biết uy lực của phá diệt chảo Lăng Hàn đương nhiên sẽ không cứng rắn đi chống đỡ, mà triển khai phi toa bộ. Thân hình hắn nhẹ nhàng, không ngừng né tránh, hắn âm thầm thở dài, hắn luyện thể không đến nơi đến chốn nếu không, hắn làm sao phải sợ hãi diệt phá chảo. Ngươi cho rằng, kéo dài khoảng cách ta lại không làm gì được ngươi sao. Hồ Dương cười lạnh nói, vù vù vù, hắn không ngừng ra chảo, kinh khí đánh ra, hóa thành từng móng vuốt con mắt thường có thể thấy được, ùn ùn kéo đến, đánh về phía lăng hàn. Đây là phá diệt chảo, cho dù chỉ là đánh ra kinh khí cũng tràn ngập lực phá hoại, thân hình lăng hàn lắc lư, né tránh công kích của đối phương. Yêu hầu quyền đánh ra, lấy sơ hở đối phương lộ ra để tiến hành phản kích. Chỉ có điều, hiện tại hai người đã kéo dài khoảng cách. Lấy tốc độ nhanh chóng của bọn họ, công kích muốn đánh chúng đối phương, xác suất đặc biệt thấp. Hai người lại cứ đánh như vậy, thoạt nhìn người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ ràng, trận chiến đấu này hiện tại đã biến thành đánh lâu dài. Ai có thể kiên trì được càng lâu, người đó có thể thu được thắng lợi trong cuộc chiến đấu. Ai có thể nghĩ tới điều này, một thông mạch cảnh lại có thể ép cao thủ ngũ biến đến tình trạng như vậy. Lại nói tiếp, Hồ Dương thật sự rất oan ức, nếu như hắn ở thời kỳ huyết khí sôi trào bạo phát vận dụng tới phá diệt trào này, vậy tin tưởng Lăng Hàn căn bản không có khả năng né tránh được. Tốc độ công kích này quá nhanh, nghĩ tới đây, mọi người khó tránh khỏi lại nói một câu Lăng Hàn phúc hắc. Chỉ có điều, dù thế nào bí lực dự trữ của thông mạch cảnh cũng không có cách nào so sánh được với cường giả ngũ biến. Kết quả cuối cùng nhất định là Hồ Dương giành được phần thắng. Nhưng mà, kết quả lại vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Lăng Hàn rất có thể gánh vác, đặc biệt có thể gánh vác. Có thể gánh vác đến mức khiến cho người nào đó cũng bắt đầu tuyệt vọng. Hồ Dương phát hiện, chính hắn cũng sắp không chịu nổi. Đối với hắn mà nói, vận dụng phá diệt trảo cũng là một loại tiêu hao cực lớn. Bình thường mà nói, muốn hoàn thành ở trong vòng 10 phút, cũng không khác biệt so với huyết khí sôi trào bạo phát. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn đã chống đỡ được 10 năm phút. Hồ Dương nhất thời cảm giác áp lực giống như ngọn núi lớn. Hắn sắp không có cách nào duy trì được phá diệt trào vận chuyển. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bại. Hắn chấn động kinh ngạc. Trước đó, dù thế nào hắn cũng không nghĩ đến mình sẽ thua ở trong tay của một thông mạch cảnh. Chiến tích vĩ đại như vậy chỉ có một người đã từng làm được đó chính là Hồng Thiên Bộ, chẳng lẽ mình thật sự muốn trở thành làm lá xanh nổi bật lăng hàn. chương 3670, chạy trối chết, phải biết rằng, trước đây ngũ biến bị thua ở trong tay Hồng Thiên Bộ, đến nay vẫn là một trò cười cho mọi người. Tuy rằng Hồng Thiên Bộ hiện tại đã giống như mặt trời ban trưa, nhưng không có một người để mắt tới hắn. Mình cũng không muốn làm người thứ hai, nhưng hắn còn có thể đại chiêu có thể lấy ra. Lần này qua, chỉ là tới dẫm lên nhuệ khí của học viên mới một chút, lại thuận tiện thu vài tiểu đệ hắn tất nhiên không có khả năng chuẩn bị mang theo phù binh pháp khí gì cả. Bởi vậy, hiện tại hắn ngay cả con át chủ bài lật bàn cũng u không có. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong đầu Hồ Dương hoạt động nhanh chóng, nhưng hắn lại nghĩ không ra bất kỳ chủ ý nào có thể chuyển bại thành thắng. Dừng tay, hắn quát lớn, nhưng Lăng Hàn làm sao có thể để ý đến hắn. Thân hình hắn nhẹ nhàng bay lượn, hai tay huy động liên tục, tạo cho Hồ Dương áp lực cực lớn. Tiểu tử này, thế nào một chút mặt mũi cũng không cho. Hồ Dương hét lớn một tiếng, nói, ngày hôm nay thân thể bản thiếu khó chịu, sau này lại đánh với ngươi, hắn dùng hết huyết khí sôi trào, cho nên, chỉ cần có thể một lần nữa bạo phát, muốn chân áp lăng hàn đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Quân tử báo thù, ba ngày không muộn, ết en nữa, đánh tiếp nữa hắn có thể sẽ bị lăng hàn đánh đau. Hắn tin tưởng đối phương làm được chuyện như vậy, vèo, hắn xoay người chạy, dưới vận tốc âm thanh bạo phát, trong nháy mắt hắn đã không thấy bóng dáng trải người của hồ Gia bang đều trợn mắt há hốc mồm lão đại của bọn họ lại có thể vứt bỏ cuộc chiến chạy trốn quá kỳ diệu phải biết rằng đối thủ của hắn chỉ là một thông mạch cản người có quen biết hồng thiên bộ sắc mặt lại biến đổi kịch liệt bọn họ nghĩ đến một khả năng có lẽ trong học viện sắp xuất hiện một hồng thiên bộ thứ hai lấy thúng úp voi khiến người ta chỉ có thể ngửa mặt nhìn mũi hắn hàm răng thác bạt thiên hoang nghiến vào nhau vang lên ken két biểu tình rất dữ tợn hắn bị hồ dương đánh bại dễ dàng lăng hàn lại có thể đánh cho hồ dương chạy mất mặc dù là bởi vì lăng hàn sử dụng âm mưu nhưng vẫn không thể phủ nhận giữa hai người tranh lệch cực lớn ở trước mặt lăng hàn hắn cũng xứng làm thiên tài sao không hắn không cam lòng hắn phải trở nên mạnh mẽ nếu như ngũ biến không thể chiến thắng lăng hàn vậy xông lên cực cốt cảnh nếu như cực cốt cảnh còn không được vậy thì minh văn cảnh hắn tin tưởng chỉ cần chiếm ưu thế nghiền ép trên phương diện cảnh giới, không quan tâm chiến lực của Lăng Hàn trong cùng giai mạnh mẽ tới trình độ nào, trung quy cũng không địch nổi. Hồ Dương vừa đi, người của Hồ Gia Bang sau một hồi sướng sờ, tự nhiên cũng sẽ rời đi. Ai còn dám chọc Lăng Hàn, Lăng Hàn cũng không có thừa thắng truy kích, hắn nhìn cũng không để tới thác bà thiên hoang, mà đi tới bên cạnh Liên Tuyết Dung, nói. Liên kỳ chủ, người không sao chứ, hoàn hảo, Liên Tuyết Dung gật đầu, Hồ Dương thấy nàng xinh đẹp tận xương, động tàn niệm nào đó tất nhiên không sẽ cam lòng tổn thương nặng nề tới nàng cảm ơn ngươi lăng hàn nàng nghiêm nghị nói thật sự không có nghĩ đến lúc này mới qua bao lâu người trẻ tuổi trước đây nàng dẫn ra từ thâm sơn cùng cốc chân chính đã phóng ra hào quang vô tận thậm chí ném nàng ở phía sau phải biết rằng lăng hàn mới chỉ là thông mạch cảnh nếu như hắn bước vào hoán huyết cảnh sẽ lại mạnh mẽ tới trình độ nào lẽ nào hắn thật có thể sánh vai với người kia y phục màu trắng tung bay không gì không làm được sao tâm thần liên tuyết dung có chút hoảng hốt trong lòng nàng vẫn có người giống như thiên thần nhưng bây giờ người này đang trở nên ảm đạm dù sao nàng cũng chỉ là từ phía xa liếc mắt nhìn tới phần nhiều chỉ từng nghe nói về truyền thuyết của hắn mà thôi không giống như lăng hàn rõ ràng vẫn ra mặt thay cho nàng liên kỳ chủ nàng nghỉ ngơi thật tốt đi lăng hàn nói hắn phải tiếp tục luyện thể đây mới là chính sự sau một ngày chuyện Hồ Dương bị Lăng Hàn đánh cho chạy chối chết đã được truyền ra ở trong học viện. Nhất thời dẫn phát tới chấn động lớn, Hồ Dương không có khả năng là ngũ biến bình thường, hắn là thiên tài đã từng ở thông mạch cảnh tu luyện đến cực hạn. Hắn còn tu luyện thể thuật, bây giờ có được lực lượng cường đại gần 300 vạn cân. Nhưng hắn lại có thể thua ở trong tay Lăng Hàn. a à, điều này nghe sao quen thuộc như vậy. Hồng Thiên Bộ, ở trong lòng tất cả mọi người lóe qua một bóng người. Đây là kỳ tích chỉ có Hồng Thiên Bộ có khả năng sáng tạo ra. Lại một ngày, thanh danh của Lăng Hàn tăng cao, hồ dương lại giảm xuống đến đáy cốc, chỉ có điều, mấy bá chủ chân chính ở trong học viện còn đó. Lăng Hàn chỉ có thể tính là mới vừa quật khởi, truyền đi thật thái quá. Cái gì mà Hồng Thiên Bộ thứ hai? Ha ha, hiên viên Định Quốc cười nói, hắn là con trai của hiên viên đại soái một trong bốn đại soái. Hiên viên đại soái cũng là người duy nhất trong bốn đại soái lấy dòng họ làm phong hào bên cạnh hắn lại là một người trẻ tuổi đang đứng trang nghiêm nghe vậy hắn cũng cười nói hồ dương tuy rằng không gọi được là cường giả đứng đầu nhưng thực lực cũng không yếu có thể đánh hắn chạy vậy sư đệ họ lăng này ngược lại cũng có chút tài năng hơn nữa đặc biệt phúc hắc hiên viên định quốc cười to lại có thể khiến cho hồ dương bối rối hao tổn cơ hội huyết khí sôi trào chuyện này mới thật sự là điểm khiến cho hồ dương cũng bị người ta chê cười cả đời một người trẻ tuổi khác cũng nở nụ cười May là không là cuộc chiến sinh tử, bằng không Hồ Dương chết cũng sẽ để tiếng xấu muôn đời. Hắn gọi là bối hòa ca, là thủ hạ đắc lực của hiên viên định quốc. Lão gia tử bối gia cũng là đại tướng dưới trướng của hiên viên đại soái vũ dũng hơn người. Hiên viên định quốc gõ ngón tay một cái, nghiêm nét mặt nói. Chỉ có điều, thông mạch cảnh có thể đánh cho hoán huyết ngũ biến phải chạy, bất luận thế nào, vị lăng tiểu sư đệ này của chúng ta đều rất lợi hại, tiềm lực kinh người, đáng để bồi dưỡng. Người xem trọng hắn, Bối Hòa ca hỏi: "Ha ha, Hồng Thiên Bộ vô địch quá lâu, nếu như xuất hiện một Hồng Thiên Bộ thứ hai, vậy không phải có chút thú vị sao?" Hiên Viên Định Quốc cười nói. Bối Hòa ca kinh ngạc: "Vị tiểu sư đệ này của chúng ta tuy rằng đã biểu hiện ra thực lực cực kỳ yêu nghiệt, nhưng Hồng Thiên Bộ chỉ có một, trên trời dưới đất chỉ có một Hồng Thiên Bộ, bởi vì thiên phú của hắn đã không thể sử dụng thiên tài, yêu nghiệt là có thể hình dung, mà phải là ép thiên, người như vậy khả năng chỉ có một." chương 3671, ước chiến, không sao, trước kết giao bằng hữu sau này tiếp tục xem xét tình hình, hiên viên định quốc nói, người đại biểu ta đi một chuyến, truyền lại một chút ý tốt của hiên viên ra. Được, bối hòa ca không nói gì nữa, nếu như hiên viên định quốc đã làm quyết định, hắn cũng chỉ có thể đi làm. Đây mới là thuộc hạ đạt tiêu chuẩn, trong mắt của hắn lộ rõ sự tôn kính, thật ra hiên viên định quốc cũng là thiên tài xuất sắc chỉ là người trong thế hệ này đều bị hồng thiên bộ ép tới quá thảm. Mặc cho ngươi lại hào quang bắn ra bốn phía, nhưng ở trước mặt hồng thiên bộ, thật giống như ánh sáng của con đom đóm. Sao có thể tranh sáng cùng mặt trời, sinh ra không gặp thời, trong lòng hắn cảm thán, cho dù là vị lăng sư đệ kia cũng vậy, hiện tại hồng thiên bộ chắn giữa đường, bất kỳ thiên tài nào cũng chỉ có thể buồn bã thất sắc. Một đêm trôi qua, Hồ Dương đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nói cách khác, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể huyết khí sôi trào, phát ra chiến lực cường đại nhất. Hắn lại lập tức muốn đi tìm Lăng Hàn, hung hăng trị cho Lăng Hàn một trận, chút cơn giận này. Nhưng hắn rất nhanh có được tin tức, vào sáng sớm hôm nay, chỗ Lăng Hàn có rất nhiều người thăm hỏi. Ví dụ như Bối Hòa Ca, ví dụ như Liễu Sĩ Minh. Bối Hòa Ca là ai? Kiện tướng đắc lực thủ hạ của hiên viên định quốc. Hắn đi gặp Lăng Hàn tuyệt đối không thể chỉ là hành vi một mình lén lút, mà là đại biểu cho ý chí của hiên viên định quốc liễu sĩ minh hắn là thủ hạ tần tinh hỏa tần tinh hỏa chính là cháu thứ bảy của kim cương đại soái hồ dương nhất thời có phần e ngại hiện tại hắn muốn đi tới chỗ lăng hàn đánh người vậy coi như là tát một cái vào mặt hiên viên định quốc và tần tinh hỏa mặc dù hồ dương phát triển hồ gia bang không thể tránh né phát sinh xung đột với hiên viên bang tần gia bang nhưng đây chẳng qua là mâu thuẫn nhỏ trong đám thuộc hạ không bay lên không đến độ cao của bọn họ nếu như thật sự muốn trực tiếp đối đầu Bất kể hiên viên bang hay Tần gia bang, đều có thể đơn giản đánh cho Hồ gia bang hoa rơi nước chảy. Đồng thời chọc cả hai nhà, ha ha, cho nên, kích động chạy đi trực tiếp ra tay, đây là chuyện không thể được. Nhưng muốn Hồ Dương nhịn xuống cơn giận này, như vậy trăm triệu lần là chuyện không thể nào. Vậy phát ra khiêu chiến về phía hắn, trong lòng Hồ Dương có chủ ý, nếu như Lăng Hàn ứng chiến, vậy hắn có thể ở thời điểm chiến đấu, đánh đau Lăng Hàn Vậy ngay cả hiên viên định quốc và tần tinh hỏa cũng không thể nói cái gì. Nếu như Lăng Hàn không đáp ứng, vậy dĩ nhiên có thể hòa nhau. Danh vọng của hắn không còn rơi xuống. Nhìn xem, cái gì mà đánh chạy Hồ Dương, tất cả đều là nói bậy. Ừ, cái chủ ý này không tệ. Hắn lập tức sai người ta đi truyền tin, muốn khiêu chiến Lăng Hàn. Lăng Hàn đang luyện thể, là hoán tuyết nhận được chiến thư. Hồ Dương muốn khiêu chiến ta, hắn không khỏi bật cười, đùa gì thế. Cao thủ ngũ biến lại có thể tới khiêu chiến một thông mạch cảnh nho nhỏ như hắn. Không biết xấu hổ sao? Hắn chỉ là suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ dụng ý Hồ Dương. Đáp ứng hay không đáp ứng? Lăng Hàn nhìn lướt qua ở trên chiến thư, không khỏi thoáng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì trên đó viết, để công bằng, cho phép Lăng Hàn có thể sử dụng bất kỳ pháp khí, phù binh nào. Nhưng vấn đề là, lấy thân phận Lăng Hàn bây giờ, lại có thể lấy được pháp khí, phù binh gì, có thể phát huy ra uy lực ngoài ngũ biến? Điều này tất nhiên là điểm Hồ Dương giả kiêu ngạo. Lăng Hàn lấy quang não nối liền với chủ quang não của học viện, truy tìm một ít tư liệu. Đây là mạng lưới bên trong học viện, chỉ có nên học sinh trong học viện mới có tư cách nhật, truy tìm một ít tư liệu trong học viện, đều có liên quan đến công pháp, võ kỹ. Lăng Hàn muốn tìm chính là dưỡng binh thụ, có rồi, ánh mắt hắn chợt sáng lên, dưỡng binh thụ mọc ở trong học viện, lại có một con yêu thú trông coi. Điều này nói rõ là học viện nắm giữ cho nên khả năng có tài liệu tương quan là rất lớn sau khi dưỡng binh diệp hoàn toàn lớn lên có thể coi như phù binh cấp bậc minh văn cảnh nhưng nếu chưa hoàn thành trưởng thành cũng có thể sử dụng chỉ là uy lực sẽ yếu hơn một ít làm thế nào để phán đoán nhìn mạch văn trên dưỡng binh diệp tứ văn lại đại biểu cho hoàn toàn trưởng thành chính là phù binh của minh văn cảnh tam văn đó chính là cấp bậc cực cốt cảnh nhị văn là hoán huyết cảnh nhất văn cũng chỉ có thông mạch cảnh Lăng Hàn cầm ra 13 cái lá cây của bản thân quan sát, phát hiện có 9 cái lá cây tam văn, 4 lá còn lại lại là nhị văn, hắn không khỏi thoáng lộ ra một vẻ tươi cười, cái này có ý tứ, Lăng Hàn để cho Hoán Tuyết đi hồi âm, luận bàn thì có thể, nhưng cần phải thêm chút tiền, cũng chính là tiền đặt cược. Hắn lấy ra đan dược chế luyện được trong mấy ngày qua, có số lượng mấy trăm viên, giá trị kinh người, nếu cần lấy ra một mảnh lá dưỡng binh thụ, chỉ là làm như vậy người đánh lên cũng thật sự không phù hợp. Lang Hàn không có khả năng là người phô trương lãng phí như thế. Hắn không sợ bị học viện biết, bởi vì chuyện này chắc hẳn là lừa không được, nhưng hai ngày nay, học viện cũng không có người nào tới tìm hắn. Chắc là thầm chấp nhận hắn lấy được, mặc cho bản lĩnh trộm được, hiện tại, quả banh này lại ném trở về chỗ Hồ Dương. Tiểu tử này lại có thể đồng ý, Hồ Dương kinh ngạc, theo hắn nghĩ, Lăng Hàn sẽ phải kinh sợ mới phải muốn làm mỗi bên đều xấu mặt sao a à, hắn hiểu rõ vấn đề lại ở trên trận đánh cược này tiểu tử này muốn lấy tiền đặt cược dọa cho mình lui lại quả thực mấy trăm viên đan dược có giá trị kinh người nhưng hắn lại là con trai của hồ vân phong một trong tam công chút gia sản ấy hắn vẫn cầm ra được đáp ứng khi tin tức truyền ra ba ngày sau lăng hàn sẽ cùng hồ dương quyết chiến nhất thời dẫn phát tới học viện lại một lần nữa chấn động hồ dương xuất chiến là chuyện đương nhiên hắn mất mặt khẳng định muốn đòi lại nhưng tại sao lăng hàn muốn ứng chiến hắn rõ ràng đã có vinh dự cực lớn tái chiến với hồ dương có ý nghĩa gì đâu hơn nữa phần lớn mọi người cũng biết hồ dương sở dĩ bị thất bại là bởi vì hắn lãng phí cơ hội huyết khí sôi trào tái chiến cơ hội lăng hàn có thể thắng nhỏ đến đáng thương không hẳn là không có điều này khiến người ta khó hiểu liên tuyết dung vẫn cố ý tìm đến lăng hàn bảo hắn thủ tiêu ý định quyết chiến nhưng Lăng Hàn đã quyết định sử dụng lá của dưỡng binh thụ trị Hồ Dương một trận. Tất nhiên hắn sẽ không đồng ý. Chương 3672, một chiêu đánh ngã một. Lần trước, hắn chỉ là đuổi Hồ Dương chạy đi, còn không có thực hiện lời hứa đánh hắn một trận. Ba ngày nay, Lăng Hàn cần cù tu luyện, hiện tại hắn chỉ kém thể thuật, bởi vì có rất nhiều hồng vân thạch, hắn có nắm chắc ở trong vòng 10 ngày sẽ đạt được cực hạn của luyện thể. 10 ngày sau, hắn lại trở thành hoán huyết cảnh, hắn tràn ngập chờ mong. Sau khi đạt được hoán huyết cảnh, không nói đưa đám người nữ hoàng bọn họ đi ra, chỉ ít có thể trao đổi. Sau hai ngày, Lăng Hàn đi tới sân luyện võ của học viện đo lực. Nơi này có máy đo lực, cực hạn cao tới một ngàn vạn cân. Đây cũng là cực hạn của tất cả máy đo lực. Lực lượng cường thịnh hơn nữa, cũng không có cách nào đo ra được. Lăng Hàn không muốn bị người khác biết lai lịch của mình. Bởi vậy hắn hết sức giấu mình, ngay cả tiểu thị nữ cũng không có khả năng biết được. Thử một chút bí lực trước. Hắn vốn cho rằng cực hạn bí lực của mình là 100 vạn cân, nhưng sau khi đánh với Hồ ra một trận, hắn đánh mới biết được, hóa ra bí lực cực hạn của hắn đã đột phá trăm vạn cân. Ừ, Hồ Dương cũng họ Hồ, hắn là và họ Hồ có duyên sao? Ầm, um, một quyền của hắn đánh vào trên máy đo lực, chỉ số lập tức hiện ra, 110 vạn cân. Lăng Hàn kinh ngạc, tất cả đều nói cực hạn của Thông Mạch Cảnh là bí lực 100 vạn cân, thể lực 100 vạn cân. Hai bên sau khi dung hợp hoàn mỹ, cực hạn lại thêm tới 200 vạn cân. Đây là cực hạn thứ hai của thông mạch cảnh, hiện nay chỉ có một hồng thiên bộ đạt tới, nhưng bí lực của hắn lại đạt tới 110 vạn cân. Tuy rằng vượt qua không nhiều lắm, chỉ có một phần, nhưng cao thủ tương tranh, không phải kém nhau cũng bởi một phần sao. Hắn lại thử thể lực, ầm, máy đo lực run lên, chỉ số lại lên biến hóa. 62 vạn cân. Mà tổng giá trị lại là 156 vạn cân. Nói cách khác, bí lực cùng thể lực còn chưa dung hợp, mà tồn tại lãng phí cực lớn. Không có cách nào, mấy ngày qua hắn vẫn chăm chú tu luyện ở trên phương diện thể thuật. Tất nhiên không có thời gian đi dung hợp bí lực, cái này không vội, hiện tại chỉ cần nâng cao lực lượng đi lên là được. Thể thuật của Lăng Hàn tiến bước đặc biệt rõ ràng, thể phách tăng cường mặc dù không cách nào biểu hiện ra trực quan, nhưng thể lực tăng cường lại là thật. Một ngày gần như có thể nâng cao 10 vạn cân lực. Một đêm trôi qua, ngày hẹn chiến đấu đã đến, quyết chiến tiến hành ở sân luyện võ, vì lý do an toàn, phía học viện cũng xuất động một vị chấp giáo cao cấp, tên là Đồ Vân, chính là tu vi cực cốt cảnh. Hồ Dương đến sớm, hắn đã sớm không nhịn được, nóng lòng muốn ở trước mặt mọi người lấy lại thanh danh cho mình. Đợi một hồi thật lâu, Lăng Hàn cuối cùng dẫn theo tiểu thị nữ khoan thai đến. Lăng Hàn, từ hữu lượng là người đầu tiên nhảy ra ngoài, người thật lớn lối, Lăng Hàn phẩy phẩy tay, thời gian quyết chiến là buổi sáng, lại không có giao hẹn là mấy giờ. Các ngươi thích đến là chuyện của các ngươi, con người của ta, trời sinh thích ngủ nướng. Ngươi, từ hữu lượng tức giận chỉ vào lăng hàn, thiếu chút nữa lại muốn nhào tới. Nhưng thứ nhất, ngày hôm nay không phải là cuộc chiến đấu của hắn. Thứ hai cho dù hắn ra tay, khả năng không địch nổi cũng cao hơn, còn không phải mất mặt xấu hổ sao. Quốc sang một bên, lẽ nào ngươi phải đại diện cho chủ tử của ngươi xuất chiến? Lăng Hàn trách mắng, từ hữu lượng tuy rằng tức giận đến phát điên, nhưng cũng chỉ đành tránh sang một bên. Hồ Dương ngược lại rất chấn tĩnh, hắn lại là lão đại của Hồ Gia Bang, sao có thể ở trước mặt mọi người mất phong độ được. Hắn thản nhiên nói, nếu người đến, vậy liền bắt đầu, chậm đã, lăng hàn duỗi một cái tay ra, hắn để cho tiểu thị nữ tiến lên, thả xuống đất một cái túi. Tiền đặt cược của ta ở chỗ này, ngươi thì sao, Hồ Dương hừ một tiếng, thầm nghĩ lẽ nào ngươi cho rằng làm vậy có thể hù dọa được ta. Hữu lượng, hắn nghiêng đầu nói, từ hữu lượng đi ra, lấy quang não kết nối với mạng lưới của học viện, rót vào tới 500 vạn huyền bắc tệ. Số tiền này do học viện bảo quản, dù thế nào, Lăng Hàn thắng được, để cho học viện trực tiếp chuyển tiền cho Lăng Hàn. Đã như vậy, Lăng Hàn cũng giao túi đồ cho Đồ Vân, do học viện giám định đan dược thật hay giả. Việc này cần tốn một ít thời gian, dù sao Lăng Hàn mang đan dược đến, ước chừng hơn mấy trăm viên. Phải giám định từng viên một xem thật hay giả, dĩ nhiên không phải là chuyện phất tay liền xong. Chỉ có điều, sau mười mấy phút, tất cả sắp xếp xong lăng hàn không cảm thấy mình đi sai một bước cờ sao hồ dương thản nhiên nói sai ở chỗ nào lăng hàn hỏi hồ dương lắc đầu lần này ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào sẽ lấy thế lôi đình vạn quân đánh bại ngươi bất kỳ âm mưu quỷ kế gì của ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ giống như là phù vân bởi vì ngươi phải đối mặt chính là thực lực nghiền ép tuyệt đối lăng hàn không khỏi bật cười nói ngươi không đi diễn kịch thực sự tổn thất một danh hài của thế giới Sắc mặt Hồ Dương nhất thời khó coi, hắn là ai? Từ tôn của Hồ gia, sau này hắn nhất định ở trong triều đình làm quan, người này lại có thể ví ta thành bách tính bình thường. Đây là ở ngay trước mặt hắn, mắng hắn, đã như vậy, vậy chỉ có ra tay chứng minh cho ngươi biết." Hắn lạnh lùng nói một câu, sau đó hắn nhìn về phía Đồ Vân, nói: "Đồ chấp giáo, có thể bắt đầu được chưa?" Đồ Vân nghiêm nghị nhìn về phía hai người, nói: "Lần này quyết đấu không cấm sử dụng bất kỳ pháp khí, phù binh nào. Các ngươi tự nguyện quyết đấu, ta sẽ tận lực bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Nhưng trăm lần cẩn thận cũng có một lần sơ suất, khả năng bị thương thậm chí để lại tàn tật, dẫn đến tử vong vẫn có. Các ngươi phải hiểu rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng, Lăng Hàn và Hồ Dương đều gật đầu. Được, trận quyết đấu bắt đầu, Đồ Vân gật đầu, Hồ Dương không có nói thừa, lập tức sôi trào huyết khí. Hắn muốn lập tức trấn áp Lăng Hàn, lấy tư thế mạnh nhất để chứng minh với mọi người, Lăng Hàn cũng không phải là hồng thiên bộ thứ hai. Hắn cũng không có khả năng làm đá gây chân cho Lăng Hàn. Vèo, tốc độ sông tới nhanh tới mức thái quá. Phá diệt chảo, hắn lập tức sử dụng ra tất cả tuyệt chiêu. Ngoại trừ không có dùng phù binh và pháp khí ra, hắn thực sự kích phát chiến lực đến cực hạn. mươi 3673, một chiêu đánh ngã hai. Lăng Hàn mỉm cười, lấy thần ý phong tỏa hồ dương, sau đó lấy bí lực rót vào lá của dưỡng binh thụ. Ôm, lá cây nhất thời phát sáng hắn lại vung tay lên ném lá cây về phía hồ dương rõ ràng chỉ là một mảnh lá cây nhưng sau khi bay ra lại hóa thành một thanh đại kiếm dài trừng trừng trượng chém về phía hồ dương pháp khí không là phù binh mọi người đều kêu lên bọn họ chỉ cảm thấy thị lực của mình căn bản không nắm bắt được quỹ tích của tấm phù binh kia gấp hai lần so với vận tốc âm thanh thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc kêu lên đại kiếm đã chém đến trước mặt của hồ dương quá nhanh hồ dương căn bản không có cách nào né tránh được hắn chỉ có thể vận dụng lực lượng của toàn thân chống đỡ về phía đại kiếm đang chém xuống phụt một đạo hoa máu tràn ra hồ dương đã nhào xuống đường đại kiếm lại chém tới đây chính là phù binh chỉ cần lực lượng có thể không hết nó vẫn sẽ chém xuống hồ dương ngăn cản thế nào hắn đã nhào xuống đường nằm xuống đồ vân hét lớn một tiếng từ bên cạnh sông qua chiến đấu kịch liệt với thanh đại kiếm hắn là cực cốt cảnh hơn nữa còn là người xếp thứ hai trong cấp bậc này. Chiến lược của hắn cùng phù binh cũng không khác biệt lắm, chỉ là có kém hơn một chút. Điều này làm cho hắn vô cùng bị động, bị chém rất chật vật. Bởi vì người có điểm yếu hại sẽ bị thương, sẽ chết. Nhưng phù binh lại không có, cùng phù binh liều mạng, đó chính là cuộc chiến đấu của kẻ ngu si. Nhưng vì bảo vệ Hồ Dương, Đồ Vân vẫn phải làm ra chiến đấu như vậy. Hắn dốc hết toàn lực cùng phù binh liều mạng. Bởi vì phù binh phong tỏa mục tiêu công kích chính là Hồ Dương, chỉ cần Đồ Vân lùi lại một bước, phù binh sẽ chém xuống Hồ Dương. Lăng Hàn, Đồ Vân hét lớn, còn không mau dừng lại, Lăng Hàn nhún vai, nói: "Ta cũng không có cách nào, tấm phù binh này đặc biệt, vừa dùng liền thu lại không được." Đồ Vân tức giận đến mức kêu to, nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể vừa liều mạng ngăn cản phù binh, vừa gọi người kéo Hồ Dương đi. Bằng không hắn có cái không có cách nào tiếp tục chống đỡ như vậy tất cả mọi người ở đó hoàn toàn yên tĩnh trước đó phần lớn mọi người cho rằng lăng hàn chắc chắn phải bại trên các phương diện hồ dương đều nghiền ép lăng hàn âm mưu quỷ kế có thể thực hiện được một lần nhưng tuyệt đối không thể hai lần dù sao hồ dương lại không ngốc nhưng bây giờ lại là hồ dương trực tiếp ngã nhào xuống đường ai có thể nghĩ tới lăng hàn lại có phủ binh cường đại như vậy khiến cho hồ dương ngay cả phản ứng cũng không kịp lại trực tiếp nhào ngã kết cục như vậy ngoài sự dự đoán của bất cứ người nào cho dù đã từng có người suy đoán lăng hàn sẽ thắng nhưng cũng không phải là tình cảnh như thế đen rất đen trong lòng tất cả mọi người đều thầm nghĩ lần đầu ra hỏa này là khiến cho hồ dương huyết khí sôi trào uổng phí lần này lại trực tiếp lấy phủ binh bá đạo khiến cho hồ dương không có cơ hội xuất thủ hồ dương thất bại hai lần nhưng không có một lần nào là do vấn đề thực lực tất cả đều bị lăng hàn gài bẫy tất cả mọi người nhìn lăng hàn thầm nghĩ nếu như sau này mình cùng gia hỏa kia phát sinh xung đột, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Không nên để cho người ta đào hố, người xem, Hồ Dương không chỉ thua người, mất mặt ở trước mặt mọi người, hơn nữa còn thua 500 vạn huyền bắc tệ. Tuy rằng số đó đối với Hồ Gia mà nói, chỉ là chút tiền nhỏ. Nhưng dù sao cũng là 500 vạn, tiền của nhà ai cũng không phải là gió lớn thổi tới. Đánh một trận, mệt mỏi quá, lăng hàn duỗi người, nhìn về phía tiểu thị nữ nói. Đi, về nhà nghỉ ngơi đi. Vâng, thiếu gia. hoán tuyết vội vàng đi tới thu hồi gói đồ của bọn họ. Tiền thì không cần lo lắng, tiền chắc chắn sẽ được chuyển qua. Học viện sẽ không lừa chút tiền lẻ này. Người có cái gì mà mệt, chẳng qua chỉ là ném ra một phù binh. Trong lòng tất cả mọi người đều thầm nôn mửa. Lăng Hàn trở lại nơi ở, tiếp tục bế quan. Theo hắn mà nói, cùng Hồ Dương xung đột chỉ là khúc một nhạc đệm nhỏ. Hành trình của hắn là biển lớn tinh thần, làm sao có khả năng nhìn chằm chằm vào một nhân vật nhỏ như thế. Hắn chuyên tâm luyện thể, tranh thủ mau chóng đạt được thông mạch cảnh viên mãn, đột phá hoán huyết. Đánh giá của học viện liên quan tới hắn, ở bên cạnh hai chữ cường đại, còn bỏ thêm hai chữ phúc hắc. Hắn thực sự quá gài bẫy, lấy một phù binh đánh bại Hồ Dương, làm cho đối phương mất mặt còn ném đi tiền tài. Lăng Hàn cũng khó chịu, hắn lại vì thế lãng phí một phù binh cực cốt cảnh. Đó là thứ 500 vạn huyền bắc tệ có thể đổi lấy được sao? chỉ có điều hồ dương tổn thương nặng nề cuối cùng cũng chút được cơn giận cho liên tuyết dung lăng hàn vẫn cảm thấy giá trị hắn đóng cửa từ chối tiếp khách chuyên tâm luyện thể tiểu thị nữ thật ra không lãng phí tài nguyên của học viện mỗi ngày nàng đều sẽ đi học đang nhanh chóng tăng cao tu vi của mình thể phách của lăng hàn nhanh chóng tăng lên bất diệt thiên kinh phát huy tác dụng kinh người lăng hàn bị giới hạn bởi cảnh giới hắn không có khả năng từ trong không trung nghĩ ra công pháp của cấp bậc hoán huyết cảnh cực cốt cảnh nhưng đối với thông mạch cảnh mà nói, đây tuyệt đối là luyện thể thuật cấp của quý. Dù sao, này là bao nhiêu kết tinh 10 vạn năm? Lại là 6 ngày trôi qua, thể phách của Lăng Hàn đạt tới cực hạn, không có cách nào tăng lên nữa. Gặp phải bình cảnh, mặc hắn sử dụng thuốc tắm hoặc là hồng vân thạch thế nào, lực lượng cũng không có tiến thêm. Thể phách cũng hoàn toàn không có biến hóa. Hắn dùng máy đo lực thử một chút, thể lực của hắn cũng đạt tới 100 vạn cân, hai bên dung hợp, thỏa mãn đạt tới 200 vạn cân thông mạch cảnh cực hạn thứ hai, Lăng Hàn cũng không vội đi trùng kích hoán huyết cảnh, bây giờ hắn còn chưa có thể dung hợp hoàn mỹ hai loại lực lượng này. Dù sao đã chậm nhiều ngày như vậy, cũng không thiếu gì mấy ngày. Cơ sở nhất định phải vững chắc, đối với hắn, loại đại tông sư võ đạo mà nói, dung hợp lực lượng tất nhiên là chuyện nhỏ. Chỉ hai ngày mà thôi, hắn lại dung hợp hoàn mỹ hai loại lực lượng với nhau. Lực lượng 220 vạn cân, Lăng Hàn rất hài lòng đối với mình, đây tuyệt đối không kém hơn hồng thiên bộ chỉ là đều nói hồng thiên bộ bộ ở thông ngoài cảnh nắm giữ lực 200 vạn cân. Rốt cuộc có phải là con số làm tròn hay không? Có lẽ, đối phương có thể là 210 vạn, thậm chí cũng đạt tới 220 vạn. chương 3674, Hoán huyết cảnh. Vẫn không thể kiêu ngạo tự mãn, Lăng Hàn đang muốn trùng kích hoán huyết cảnh, lại một lần nữa nhận được chiến thư của Hồ Dương. Sắc mặt hắn không khỏi lộ vẻ cổ quái, gia hỏa kia là càng áp chế càng dũng mãnh hay bị hắn đánh tới nghiện rồi. Lần này, Hồ Dương ở trong chiến thư nói rất rõ ràng. Hai người quyết chiến, tuyệt đối không thể sử dụng bất kỳ phù binh, pháp khí nào. Hắn bật cười, Hồ Dương này thật đúng là không biết xấu hổ. Một hoán huyết ngũ biến rốt cuộc yêu cầu thông mạch cảnh công bằng đánh một trận, ra mặt phải dày tới mức nào. Được rồi, lần này lại hoàn toàn đánh tới khi hắn phục mới thôi. Lăng Hàn để cho hoán tuyết đi hồi âm, chiến, chỉ có điều, thời gian lại định ở ba ngày sau. Thời gian ba ngày, Chắc hẳn là có thể khiến cho hắn xông lên hoán huyết cảnh. Tin tức truyền ra, trong học viện lại xôn xao, Hồ Dương này ra mặt thật đúng là dày, một lần chạy trối chết, một lần bị trực tiếp đánh ngã. Hiện tại vừa dưỡng thương xong, lại muốn lại một lần nữa khiêu chiến. Không quan tâm thắng bại như thế nào, danh tiếng của Hồ Dương nhất định là thối hoắc. Dĩ nhiên, nếu như hắn lại cứ như thế nhịn xuống, vậy khẳng định càng không chịu nổi. Hồ gia bang cũng có thể trong nháy mắt lại tan rã ai thèm nguyện ý đi theo một lão đại uất ức như vậy. Cho nên, bất kể bị người khác mắng không biết xấu hổ tới mức nào, Hồ Dương cũng phải đánh với Lăng Hàn một trận, cũng phải giành được thắng lợi. Lần thứ ba lại thua, vậy mặt mũi hắn, áo lót bên trong hay chân cái gì đó cũng sẽ thua sạch sẽ. Nhìn lại điều kiện hạn chế của Hồ Dương, tất cả mọi người lại nhất trí cho rằng, lúc này hắn tuyệt đối không thể thua nữa. Không thể sử dụng pháp khí, phù binh, vậy cũng chỉ có thể nhìn chiến lược thực sự. Không thể không nói, Lăng Hàn hai lần thắng đều đặc biệt mưu lợi. Thậm chí có thể nói là thâm hiểm, phúc hắc, cho nên, sau khi tiếp thu bài giáo huấn, Hồ Dương thật sự không có khả năng lại bước vào vết xe. Lăng Hàn không để ý tới cái nhìn của mọi người, hắn chuyên tâm trùng kích hoán huyết cảnh, sự thực thắng tất cả, ba ngày sau, hắn sẽ công bằng đánh bại Hồ Dương. Hắn bế quan, trùng kích hoán huyết cảnh, thật ra hắn đã sớm có cảm ngộ, chỉ là ở sâu trong nội tâm của hắn có sự chấp nhất đối với hoàn mỹ cho nên chậm chạp ngăn cản mình bước ra một bước này hiện tại trong lòng hắn lại không trì trệ nữa tất nhiên nước chảy thành sông thân thể hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất kinh mạch đang tăng rộng tế bào đang tăng cường xương cốt đang trở nên cường tráng hoán huyết cảnh cũng không chỉ là biến hóa về máu đây chẳng qua là biểu tượng đặc trưng chỉ có điều biến hóa như vậy mới tiến hành một hồi lăng hàn đã cảm giác được mình suy yếu mãnh liệt bản chất sinh mệnh của hắn đang nâng cao, cũng không có ngoại lực bổ sung. Vậy cũng chỉ có thiêu đốt bản nguyên tính mạng của mình. Tất nhiên là một loại tổn thương lớn, lang Hàn liền vội vàng lấy ra phượng vương bích quả đã sớm chuẩn bị xong, ăn trước một viên. Nhất thời, trong cơ thể hắn ấm áp, sinh mạng bản nguyên nhận được bổ sung, có thể tiếp tục tiến hóa, không cần lo lắng sẽ tổn thương tới bản nguyên, thậm chí tiêu hao hết. Lần này hắn lại là tích dày phát mỏng, bởi vậy tiến hóa này cũng vô cùng nhanh chóng mãnh liệt không có cách nào, có mấy người là đạt được cực hạn thứ hai mới đột phá. Điều này tương đương với ngũ biến bình thường, ở trên cơ sở như vậy lại tiến hóa, tất nhiên vô cùng khủng khiếp. Không chỉ là thân thể, Lăng Hàn phát hiện bí lực của hắn cũng trở nên càng thuần túy hơn. Nếu như trước kia là 100 phần, hiện tại lại ép đến vô cùng, thậm chí còn muốn thiếu một chút. Điều này làm cho hắn phát sinh cảm giác trống rỗng không có lực mãnh liệt. Bởi vì hiện tại hắn không hấp thu được bí lực trong thiên địa, cũng không thể dừng lại thể hiện ra trận thế cường hào không có lực thì không có lực dù sao lúc này không phải tổn thương tới bản nguyên một giờ sau lang hàn cảm giác được bản nguyên lại có dấu hiệu suy yếu hắn vội vàng lại ăn một viên phượng vương bích quả hắn tiến hóa vừa mãnh liệt lại kéo dài qua tiếp một giờ hắn ăn viên phượng vương bích quả thứ ba tới giờ thứ tư hắn lại ăn một viên lang hàn không khỏi nhe răng nếu như ăn vào một viên phượng vương bích quả cuối cùng xong hắn còn tiến hóa không ngừng vậy phải làm thế nào mới có thể được tổn thương bản nguyên cho dù sau này có tuyệt thế bảo dược có thể trị liệu nhưng thương tổn cuối cùng cũng là thương tổn có lẽ một lúc nào đó sẽ xảy ra vấn đề lớn chỉ mong sẽ không nhưng mà bốn viên phượng vương bích quả căn bản không đủ lăng hàn không thể có viên thứ năm để nuốt vào biến hóa trong cơ thể vẫn giống như ngọn núi chấn động lắc lư hình như hoàn toàn không có ý định dừng lại lăng hàn muốn khóc thời gian đột phá này càng dài nói rõ tiềm lực của hắn lại càng lớn không có bảo quả bổ sung sinh mạng bản nguyên, như vậy liền có chút mùi vị đâm đầu vào chỗ chết. Sau nửa giờ, tốc độ tiến hóa đột nhiên chậm lại. Cuối cùng cũng sắp dừng lại, lang hàn thở hắt ra một hơi, thực sự hù chết hắn. Quả nhiên, lại sau 20 phút, loại bản chất sinh mạng này tiến hóa lại gần như hoàn toàn ngừng lại. Trước đó nếu như nói là mưa rền gió dữ, vậy bây giờ chính là mưa thu, chỉ là giọt xanh từ mái hiên nhỏ xuống. Lại qua thời gian 7 phút, tất cả đều dừng lại. Lăng Hàn mở hai mắt ra, liếc nhìn, ánh mắt hắn quả thực giống như tia chớp. Ở trong phòng, ánh mắt hắn xẹt qua tia sáng chói mắt, nhưng nhanh chóng lại khôi phục trở lại bình thường. Hoán huyết cảnh, Lăng Hàn quay cái gương, vận chuyển huyết khí trong cơ thể. Nhất thời, ở quanh thân hắn xuất hiện khí tức màu tím nhạt. Hoán huyết nhất biến, huyết khí màu tím, theo bản chất sinh mệnh của hắn nâng cao, huyết khí sẽ trở nên càng lúc càng tím. Khi màu tím đạt tới trình độ nhất định, là có thể trùng kích nhị biến, máu từ màu tím biến thành máu đen đó chính là cảnh giới huyết khí ngưng tụ nhị biến lăng hàn thở hắt ra hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng sợ là một ngọn núi lớn lao tới hắn cũng có thể một quyền vỡ nát cảm giác cường đại như vậy thật là tuyệt hai mắt lăng hàn khép hờ ở trong thế giới nguyên hắn sớm đã thành thói quen nắm giữ lực lượng cường đại hiện tại cuối cùng tìm về một ít chút cảm giác hiện tại đã đi tới bước thứ hai còn thiếu bước thứ ba chỉ có điều đây cũng chỉ là cảnh giới võ đạo hiện nay, ai biết trên khai khiếu cảnh còn có bao nhiêu cảnh giới. Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần không có người mạnh hơn xuất hiện, vậy khai khiếu cảnh này chính là vô địch. Chương 3675, nâng cao cực lớn. Bổ sung lực lượng trước đã, trong tay Lam Hàn chuẩn bị một ít hồi khí đan, loại này có thể nhanh chóng bổ sung bí lực, nhưng chỉ áp dụng ở hoán huyết cảnh. Hắn ăn vào một viên, nhất thời có bí lực sinh sôi, ở bên trong thân thể lan tràn ra. Nhưng hồi khí đan phát sinh bí lực đến từ bản thân đan dược. Theo Lăng Hàn mà nói, loại lực lượng này quá mức hỗn tạp. Nếu như lưu lại lâu dài ở bên trong thân thể, thật giống như dấu chất bẩn ở bên trong thân thể sẽ có nguy hại. Tạm thời đành chấp nhận một chút, chủ yếu là loại cảm giác trống rỗng này thật khó tiếp thu nhận. Bước vào hoán huyết cảnh, đây là một trình độ kích động sinh mạng tiến lên, không chỉ tăng trên lực lượng, còn có lực thần thức. Lăng Hàn lại khai thông với bên trong thế giới, nhưng hắn lại buồn bực phát hiện hắn vẫn không cách nào nhắn nhủ ý niệm cùng người ở bên trong chỉ là lực lượng phát động trở nên cường đại hơn tất nhiên điều này cho hắn động lực cường đại chỉ cần thần hồn lại trở nên mạnh mẽ hơn một chút hắn nhất định có thể tiến hành khai thông tiến tới từng bước một vừa đột phá chuyện của lăng hàn cần làm rất nhiều ví dụ như hắn có thể đem bất diệt thiên kinh thôi diễn ra bộ phận công pháp hoán huyết cảnh ví dụ như hắn lại phải học tập trận pháp mới để thỏa mãn hoán yêu cầu tu luyện huyết cảnh trận thế cường hào cũng chỉ là thuộc về thông mạch cảnh. Hiện tại nó đã không có ý nghĩa, ai, thời gian thực sự không đủ dùng. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hàn hấp thu lực lượng thiên địa, bổ khuyết thân thể chống rỗng của hắn. Vẫn là lực lượng thiên địa minh mông cuồn cuộn nhất, cho dù cảnh giới của Lăng Hàn tăng lên, nhưng lực lượng thiên địa vẫn giống như biển rộng minh mông, cảm giác không đủ dùng. Nửa giờ trôi qua, Lăng Hàn buồn bực phát hiện, hắn lại có thể vẫn không có bổ sung đầy đủ bí lực trong cơ thể xem ra, còn cần đến hai ngày nữa, thử xem chiến lược hiện tại thế nào. Lăng Hàn đi tới sân luyện võ, hắn rất sốt ruột muốn biết lực lượng của mình bây giờ đạt đến trình độ nào. Hắn cố ý muộn đi, để tránh phải gặp người, hắn lần lượt thử nghiệm về bí lực, thể lực và tổng giá trị của mình. Đối với bí lực có sự nâng cao rất lớn, đạt tới 160 vạn cân. Thể lực chỉ có nâng cao yếu ớt, 120 vạn cân. Tổng giá trị lại là 280 vạn cân, dung hợp hoàn mỹ. Trình độ sinh mạng bay vọt, thể hiện lớn nhất là ở trên bí lực. Nhưng thể lực nâng cao lại là một quá trình nước chảy đá mòn, cần phải từ từ tích lũy. Hiện tại, tuy rằng trong tay lăng còn có một chút hàn hồng vân thạch, nhưng số lượng đã thật sự ít ỏi. Tuyệt đối không thể khiến cho hắn giống như trước kia, 10 vạn cân 10 vạn cân biên cuồng nâng cao lực lượng. Cho nên, lăng hàn lại lo lắng vì tài nguyên tu luyện. Lại thêm thể thuật, bí lực, áp lực của hắn lớn hơn nữa. Không có cách nào, con đường mạnh nhất làm sao có thể dễ đi được. Hắn lại thử lực bạo phát của mình một chút, dưới huyết khí sôi trào dưới, lực lượng của mỗi cá nhân thêm vào đều không giống nhau. Có khả năng gấp 2, nhưng cũng khả năng đạt được gấp 3 lần. Điều này có liên quan đến công pháp tu luyện, cũng có liên quan đến tư chất của bản thân. Cho nên Lăng Hàn cũng không biết hắn có thể bạo phát ra bao nhiêu lực lượng. Hắn sôi trào huyết khí, nhất thời, huyết dịch của cả người nhanh chóng lưu chuyển gấp 10 lần, chuyển vận lực lượng cường đại về phía các ngõ ngách trên thân thể. Thảo nào sau khi huyết khí sôi trào, lực lượng gặp phải sự tăng cường lớn như vậy. Chỉ có điều, loại thủ đoạn nâng cao lực lượng này tương đối cấp thấp. Hơn nữa tối đa chỉ có thể gấp 3 lần, ở trong lòng lăng hàn thầm nói, nắm đấm của hắn lại vung ra ngoài. ầm um, máy đo lực trị số lập tức biến hóa kịch liệt, nhưng rất nhanh lại ổn định lại. 480 vạn cân, mức độ lực lượng tăng cường là gấp 3, Lang hàn lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng hắn tràn ngập lòng tin đối với mình, nhưng cuối cùng cần phải thông qua sự thực để chứng minh. Nói như vậy, lại thêm thể lực, bạo phát mạnh nhất của hắn chính là sáu lực trăm vạn cân. Lăng Hàn lại luyện một chút yêu hầu quyền, cảnh giới tăng lên, uy lực các loại kỹ xảo đương nhiên cũng khác biệt. Yêu hầu quyền triển khai, trên hai tay Lăng Hàn đều che kín một tầng huyết khí. Cái này gia tăng uy lực của quyền pháp, lực lượng trồng chất thoáng cái tăng lên tới 25 lần, phối hợp với công pháp hầu ca, vậy có thể đạt được mức độ đáng sợ 30 lần. May là kinh mạch của Lăng Hàn khuếch trương rất nhiều, nếu không, dưới 30 lần lực lượng phát tiết, thật đúng là không qua nổi vài lần hắn tiêu xài. Tiếp tục nhìn phi toa bộ, Lăng Hàn toàn lực chạy nước rút, phối hợp với thể lực, tốc độ của hắn bây giờ đã vững vàng vượt qua tốc độ của âm thanh, gấp khoảng 1,3 lần. Lại triển khai phi toa bộ, tốc độ bạo phát của hắn đạt tới gấp 2,2 lần. Gấp 2 lần vận tốc âm thanh, điều này có thể so sánh cùng cực cốt cảnh thể phách của hắn hiện tại đã cũng đủ mạnh mẽ hoàn toàn có thể chịu đựng nổi sức cản do gấp hai vận tốc âm thanh mang đến cho nên ảnh hưởng tới sự bạo phát của hắn cũng chỉ có tổng sản lượng bí lực thể lực ngược lại dễ làm khôi phục cũng chỉ là một chữ ăn dĩ nhiên theo thể lực của hắn càng lúc càng trở nên mạnh mẽ yêu cầu đối với thức ăn tất nhiên cũng càng lúc càng cao loại thịt bình thường khẳng định không thể thỏa mãn hắn cần phải ăn thịt yêu thú đẳng cấp càng cao khẳng định càng ăn no hơn lang hàn thở dài không phải hắn muốn làm kẻ ăn hàng, mà là không có cách nào. Hổ nữ nếu ở đây, nhất định sẽ nhảy ra chỉ trích. Gia hỏa người thuần túy chỉ là kiếm cớ mà thôi. Sau khi tìm hiểu rõ ràng thực lực của mình, Lăng Hàn trở lại nơi ở, ngủ một giấc thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tiếp tục hấp thu lực lượng thiên địa, bổ sung mình những kinh mạch còn có chút trống rỗng của mình. Sau nửa giờ, những kinh mạch này cuối cùng được nhét vào bảy tám phần. Ngày mai nhiều lắm lại cần 5 phút là có thể hoàn toàn ăn no. Vừa vặn, ngày mai sau khi khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chiến đấu cùng Hồ Dương. Ở trên lực lượng Nguyên Thủy, Lăng Hàn đã có thể cùng Hồ Dương ngang hàng. Nhưng lực lượng của Lăng Hàn phần nhiều đến từ thể thuật. Bởi vậy sau khi sôi trào huyết khí, hắn sẽ ăn chút thiệt thòi. Lực bạo phát của Hồ Dương đạt tới 700 vạn cân. Lăng Hàn lại là 600 vạn cân, kém ến 100 vạn cân. Trường 3676 lần này lại đào cái hố gì? Đây là tranh lệch rất lớn nhưng lang hàn vẫn nắm giữ tần suất công kích còn có lực lượng trồng chất mạnh hơn điều này đủ để trung hòa tranh lệch lực lượng trăm vạn cân lang hàn có chút mong đợi chính diện đối kháng hồ dương vẫn không địch lại trên mặt hắn sẽ là biểu tình như thế nào chỉ là bộc lộ tài năng như vậy có thể bị người khác ghen ghét gây bất lợi cho hắn hay không ý niệm này chỉ thoáng một cái liền bị bỏ qua hắn tại sao phải giả vờ kinh sợ khi bị người cưới ở trên đầu ngày hôm sau mặt trời theo thường lệ dâng lên lăng hàn cảm giác vừa ngủ rất say lúc mặt trời vừa lên hắn tận dụng thời gian tu luyện rất nhanh hoàn toàn lấp đầy các kinh mạch thời gian còn lại hắn vẫn còn tiếp tục tăng lên bản chất sinh mạng kinh mạch vẫn đang mở rộng nhưng phần nhiều lại là sức sống trong cơ thể tăng nhanh theo cấp số nhân ở trên bản chất tăng lên thân thể lăng hàn tiến quân về phía tầng thứ cao hơn đi lại đi đánh hồ dương một lần nữa khiến cho hắn hoàn toàn chịu phục lăng hàn thật ra không phải là loại người có tính cách gây sự từ trước tới nay hắn chưa từng trêu chọc đối phương, nhưng Hồ Dương lại năm lần bảy lượt muốn tới dẫm đạp lên hắn. Vậy Lăng Hàn còn cần khách khí sao? Ngày hôm nay nhất định phải đánh một trận thật đau, đánh một trận, khiến cho ngay cả cha nương hắn cũng không nhận ra được. Lăng Hàn gọi tiểu thị nữ tới, lại kinh ngạc phát hiện, hoán tuyết lại có thể tăng lên tới 12 mạch. Sách, hắn thật sự có chút co thường người thị nữ này, thật châu bò, nỗ lực lên, tranh thủ sớm ngày đột phá hoán huyết cảnh. Lăng Hàn cười nói, hoán tuyết dùng sức gật đầu thiếu gia cho nàng điều kiện tốt như vậy nàng nhất định phải thật cố gắng sau này đến giúp đỡ thiếu gia cũng không thể cứ để cho thiếu gia ngăn ở phía trước bởi vì nàng mới là thị nữ nàng ôm con heo nhỏ màu hồng hai người không nhanh không chậm đi về phía sân luyện võ lần này hồ dương cuối cùng đã có kinh nghiệm định ra thời gian quyết chiến hắn không cần đợi từ sáng sớm đến buổi trưa ôm công bị lang hàn cho chờ nửa ngày quần chúng vây xem vẫn rất nhiều người người tấp nập lăng hàn gạt đoàn người đi vào chỉ thấy hồ dương đang đứng ngạo nghễ giống như một cây thương nhìn thấy được lăng hàn và hoán tuyết đi tới từ hữu lượng lập tức lộ ra ánh mắt giống như nhìn kẻ thù bởi vì lăng hàn tên hỗn đản này không chỉ khiến cho uy danh của hồ dương xuống dốc không phanh hiện tại hồ gia bang còn trở thành trò cười cho mọi người ngoại trừ mấy kẻ đáng tin bậc cha chú cũng chính là dòng chính của hồ vân phong không có khả năng ném lại chạy theo người khác những tiểu đệ khác đã có ý nghĩ tìm chỗ dựa vững chắc khác đây đều là do Lăng Hàn. Lăng Hàn lại nhìn qua, a, à, lần này học viện xuất động lão sư lại vẫn là Đồ Vân. Vị chấp giáo cao cấp này, sắc mặt thoáng đen, hắn căn bản không nghĩ đến có được hay không, nhưng bình thường nhân duyên của hắn không tốt, cho nên lần này hắn lại bị đề cử ra. Dựa vào lần trước hắn cùng phù binh đại chiến, bản thân hắn bị tổn thương còn chưa lành. Hắn liếc mắt nhìn Lăng Hàn, ánh mắt có chút hù oán. Lăng Hàn không khỏi run run một cái ánh mắt của đồ vân này thế nào lại giống oán phụ như vậy hôm nay quyết chiến không cho phép được sử dụng bất kỳ pháp khí và phù binh nào đồ vân nghiêm nghị nói sau đó hắn nhìn lăng hàn nhấn mạnh nói không được sử dụng bất kỳ phù binh nào khóe miệng lăng hàn co quắp một chút vẻ mặt và giọng nói của ngươi có cần phải bi thương như vậy hay không ta lại không biết cũng không ngốc không cần ngươi nói tới hai lần đồ vân lại nói dông nói dài một lần về quy định lúc quyết chiến cơ bản đều giống với những lời hắn nói mấy ngày hôm trước sau đó hắn nói bắt đầu đi hồ dương lần này không vội vàng ra tay ở trong tay lăng hàn đã hai lần chịu thiệt hắn nhất định phải báo được thù này tới vui sướng thoải mái cho nên hắn sẽ không một đòn đánh bại lăng hàn mà là sẽ từ từ lăn qua lăn lại lăng hàn không thể không thừa nhận người rất có dũng khí rốt cuộc còn dám đáp ứng cùng ta chiến đấu hắn thản nhiên nói lăng hàn nhếch miệng cười một bại tướng dưới tay như ngươi không, bại tướng dưới tay hai lần cũng có dũng khí khiêu chiến về phía ta, ta có gì lý do để cự tuyệt. Không không không, những lời này hãy để cho ta nói đi. Một mình ngươi thất bại hai lần, ngươi còn muốn ở cùng một chỗ ngã xuống lần thứ ba. Ta bội phục dũng khí của ngươi, trắng trợn vạch trần, trên mặt hồ dương thoáng cái tái lại giống như gan heo, thậm chí cũng sắp biến thành màu đen. Hắn siết chặt nắm đấm, càng lúc càng nóng nảy, đốt ngón tay vang lên những tiếng rắc rắc, hắn cắn răng nói, lăng hàn, gia hỏa vô sỉ nhà ngươi, lần đầu tiên lừa gạt ta bỏ lỡ cơ hội huyết khí sôi trào. Lần thứ hai còn lấy phủ binh cực cốt cảnh tổn thương ta. Ngươi vẫn không biết xấu hổ nói ra. Nghe nói như thế, mọi người ở bốn phía xung quanh đều không nhịn được cười. Lại nói tiếp gia hỏa kia quả thực rất thảm, bị hãm hại hết lần này tới lần khác. A, à, theo đạo lý mà nói, Lăng Hàn cũng không phải là kẻ ngu si, mà là người đặc biệt âm hiểm. Lần này hắn lẽ nào sẽ ngoan ngoãn để cho Hồ Dương báo thù? không có khả năng, cho nên, Lăng Hàn nhất định đã chuẩn bị xong ám chiêu. Mọi người không giải thích được, lại cảm thấy chờ mong. Ở trên điều kiện quy tắc đã định ra, hắn sẽ sử dụng ra ám chiêu thế nào? Đây là ấn tượng sâu nhất trong lòng mọi người đối với Lăng Hàn hiện tại, bẫy người. Lăng Hàn mỉm cười, cho nên, người còn muốn lần thứ ba bị hãm hại sao? Hồ Dương không khỏi hoảng hốt, ban đầu hắn căn bản không cần kinh sợ một sư đệ thông mạch cảnh. Nhưng hai lần bị hại ở trong tay Lăng Hàn, lần thứ hai còn ngay cả một chiêu cũng không đánh ra được, nếu nói trong lòng hắn không có bóng ma, làm sao có thể. Lẽ nào Lăng Hàn lại đào hố cho hắn, tiểu tử này vô cùng thâm hiểm, làm sao có thể biết rõ chắc chắn thất bại còn ứng chiến. Cho nên, hắn tất nhiên có quỷ, ý nghĩ của Hồ Dương và phần lớn mọi người đều cho rằng Lăng Hàn khẳng định có ám chiêu gì đó. Lăng Hàn mỉm cười, người còn không xuất thủ, vậy ta không khách khí nữa. Hồ Dương quyết định lấy tĩnh chế động, hắn lùi lại một bước để đánh trả đối phương, dù sao trên phương diện lực lượng hắn nhất định là chiếm ưu thế. Hơn nữa còn là ưu thế cấp nghiền ép, chỉ cần mình tâm không loạn, Lăng Hàn có thể gây ra được sóng gió gì. chương 3677, xứng danh một Đúng, chính là như vậy, Lăng Hàn hít vào một hơi, sau đó thoáng một cái vọt ra ngoài. Hắn bạo phát ra tốc độ gấp 1,3 vận tốc âm thanh. Chính diện, cứng rắn va chạm, trước đây hắn tính toán mọi cách, chính là vì hắn không có biện pháp nào, thực lực không bằng người. Đánh trực diện là hành vi của kẻ ngu si tìm chết tìm đánh. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đủ, vậy đương nhiên là trực tiếp đánh tới. ầm ừ, một quyền của hắn đánh ra, trước đó hắn không vận chuyển kinh lực còn tốt, hiện tại bí lực một khi vận chuyển, nhất thời có huyết khí màu tím nhạt từ trong cơ thể hắn điên cuồng phun ra ngoài. Hình như toàn thân hắn đều bao phủ một tầng xương mù màu tím. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người không tự chủ được, há miệng ra, sau đó không khép lại được nữa. Huyết khí màu tím, hoán huyết nhất biến, hóa ra lăng hàn lặng lẽ không một tiếng động bước vào hoán huyết cảnh. a, à, chừng mấy ngày trước hắn vẫn chỉ là thông mạch cảnh. Vài ngày mà thôi, liền xông hoán huyết cảnh. Yêu quái, ai trùng kích hoán huyết cảnh mà không phải bế quan tới nửa năm, một năm. Làm gì có đạo lý chỉ vài ngày đã thành công, bọn họ còn không kịp thán phục, lăng hàn đã vỏ tới trước người Hồ Dương, một quyền đập tới. Sự thực Lăng Hàn cũng vô cùng khó chịu. Ngươi là thứ gì, ỉ vào mình là học viên cũ, thực lực mạnh, chạy tới khi dễ học viên mới bọn họ. Chịu thiệt một lần còn không tính, lại còn muốn hẹn mình chiến đấu. Hẹn hẹn hẹn, cho ngươi hẹn, đánh không chết ngươi, một quyền này đánh ra, tử khí nhàn nhạt quấn vòng quanh. Lăng Hàn đã dùng yêu hầu quyền, nhưng cũng không phát động quá nhiều kinh lực trồn chất. Chỉ có 15 lần mà thôi, Hồ Dương cũng không kịp chấn động kinh ngạc, hắn chỉ có thể một chảo đánh trả. Nếu bị một quyền như thế đánh lên, hắn không chết cũng phải tàn. Ầm, um, hai người va chạm một đòn, quyền chảo gần như vừa va chạm vào nhau, kinh lực khủng khiếp hóa thành sóng dao động mắt thường có thể thấy được không ngừng biên cuồng phun ra. Sau đó, thân hình hai người đều chấn động, đồng thời lui về phía sau. Một người lui về phía sau hơn nửa bước, một người lại là non nửa bước, gần như có thể nói là chẳng phân biệt được cao thấp. Lui hơn nhiều một chút là Lăng Hàn dù sao lực lượng nguyên thủy của hắn nếu so với Hồ Dương vẫn thua kém một ít. Nhưng thật sự chỉ là hơi yếu hơn một chút, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người ở đó là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lại phát ra sôi trào cực lớn. Lại một quyền như thế, bọn họ thực sự bị giật mình. Lăng Hàn bước vào hoán huyết cảnh, hơn nữa còn nắm giữ thực lực trực tiếp đối địch với ngũ biến. Phải biết rằng, Hồ Dương tuy rằng xảy ra chuyện, nhân khí, danh vọng đều giảm xuống đến đáy cốc, nhưng cũng không thể phủ định sự cường đại của hắn. Hắn lại là thiên tài, trước kia khi ở thông mạch cảnh, hắn là tồn tại đã tu luyện 20 mạch, nhưng Lăng Hàn còn đang nhất biến, lại có thể địch nổi hắn. Điều này bảo người ta làm sao có thể tin tưởng được. Lẽ nào Lăng Hàn đã sôi trào huyết khí? Không có khả năng, sôi trào huyết khí có biểu hiện vô cùng đặc biệt, rõ ràng bộ dạng của Lăng Hàn như vậy dù thế nào cũng không giống. Gặp quỷ bản thân hồ dương đương nhiên càng chấn động kinh ngạc hơn lúc này hắn mới biết được lăng hàn vì sao dám tiếp nhận lần khiêu chiến thứ hai lần này không có âm mưu gì không có hãm hại gì chính là trực diện cứng rắn chống lại những người khác cũng ý thức được nhưng bọn họ đều có loại cảm giác không quen mãnh liệt lăng hàn không đào hố trực tiếp đối mặt thật sự không được tự nhiên bọn họ không có cách nào tiếp nhận được sau khi hết khiếp sợ hồ dương ngược lại chấn định hơn thông mạch cảnh là có cực hạn Tối đa đạt được cực hạn thứ hai, cũng chính là 100 vạn cân bí lực, 100 vạn cân thể lực. Sau khi bước vào hoán huyết cảnh, bí lực gặp phải sự nâng cao lớn. Cho nên Lăng Hàn bây giờ có được lực lượng nguyên thủy ngoài 200 vạn cân cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cực hạn thứ hai, trong lòng hắn đố kỵ quả thực sắp phát điên, trước đó chỉ có một người từng đạt được, theo lý mà nói, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện Hồng Thiên Bộ thứ hai. Nhưng bây giờ, không thể không tin tưởng, lại xuất hiện một yêu nghiệt ép trời. Chỉ có điều, cho dù tiểu tử này nắm giữ 150 vạn cân bí lực, sau khi huyết khí sôi trào, cũng chỉ có thể đạt được lực lượng 400 vạn cân, lại thêm thể lực, tối đa là 500 vạn cân. Mà hắn thì sao? 700 vạn cân, đây vẫn là nghiền ép. Hồ Dương gật đầu, hắn vốn không trông cậy vào ở dưới trạng thái bình thường đánh bại Lăng Hàn. Vậy liền trực tiếp tiến vào quyết đấu mạnh nhất, hắn hét lớn một tiếng, huyết khí sôi trào, khí tức giống như thủy tinh vậy bao phủ lấy toàn thân hắn giống như đang nhún nhảy. Tới đi, hắn hét lớn một tiếng, phá diệt chảo kéo tới. Chỉ riêng kinh khí cũng đủ để xé rách tấm thép. Lăng Hàn hừ một tiếng, huyết khí cũng đồng thời sôi trào. Máu nhất thời lấy tốc độ gấp 10 lần lưu chuyển ở bên trong thân thể, tản ra về phía xương cốt toàn thân lực lượng vô cùng cường đại. Hắn vẫn triển khai yêu hầu quyền, nghênh đón về phía một chảo này của Hồ Dương. Âm, um, quyền trưởng lại tấn công. Lần này, nắm đấm vẫn đỡ chảo, không có khả năng hồ dương lộ ra vẻ mặt không thể tiếp nhận được hắn tính toán vô cùng chính xác lực bạo phát của lăng hàn chắc hẳn còn xa mới bằng được mình nhưng một chảo này xuống lăng hàn lại không bị hắn đánh cho bẻ gãy nghiền nát trên tay cũng không có bị thương tổn gì sao có thể như vậy được không nói tới chuyện lực lượng hắn đã luyện phá diệt chảo hai mươi mấy năm hiện tại ngay cả da của đối phương cũng không có cách nào đánh rách không chỉ là hồ dương những người khác cũng có cảm giác như vậy bọn họ nhìn thấy rõ ràng Hồ Dương sử dụng huyết khí sôi trào. Nhưng vì cái gì, Lăng Hàn chẳng những không có thua kém, trái lại còn có thể địch nổi. Đơn giản, Lăng Hàn nắm tần suất công kích của đối phương, 15 lần lực lượng đánh ra, tiết tấu vô cùng xảo diệu, đã hoàn toàn hóa giải lực lượng Hồ Dương đánh ra. Cái này được Lăng Hàn đặt tên là thuật tần suất, chỉ cần bị hắn nắm được nhịp của tần suất là có thể lấy yếu phá mạnh. Dĩ nhiên, cái mạnh này cũng có cực hạn. Hồ Dương, ta với người vốn không quen biết, nhưng người đầu tiên là ỷ vào tư cách học viên cũ, chạy tới khu học viên mới dẫm đạp lên ta. Sau khi bị ta đuổi trở về, còn không để ý, ỷ lớn hiếp nhỏ, hẹn chiến với ta. Bị ta dạy dỗ một trận, còn không có học ngoan, hiện tại lại tới. Lăng Hàn Hừ nói, chương 3678, xứng danh hai Lại là một quyền đánh ra, ầm, ừ, Hồ Dương chống đỡ, sắc mặt hơi tái đi. Không phải là hắn bị đánh cho tổn thương, mà là lời Lăng Hàn nói cho chúng chỗ đau của hắn. Ngươi thật đúng là tiện, có phải muốn ta đánh ngươi mới thấy thoải mái hay không?" Lang Hàn không ngừng vung quyền, "Ầm, um, được, thành toàn cho ngươi. Ầm, um, đánh chết tên Vương Bát Đản nhà ngươi." Ầm, um, Lang Hàn nói một câu lại đánh ra một quyền, một quyền tiếp một quyền, như sấm đỉnh như gió dữ. Hắn càng nói, cơn tức càng lớn. Hắn đi tới thế giới xa lạ này, nữ hoàng bọn họ chỉ có thể ở trong cơ thể hắn, cũng không biết tới lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Ban đầu hắn vốn có một bụng lửa nhưng hết lần này tới lần khác Hồ Dương còn muốn không ngừng khiêu khích hắn. Được, cơn tức đã có nơi phát tiết, ầm 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 ầm, tốc độ lang hàn công kích càng lúc càng nhanh, cho dù là phần lớn hoán huyết cảnh cũng chỉ có thể nhìn thấy được nắm đấm của hắn tung bay ở trên trời. Hình như khắp bầu trời đều là quyền ấn của hắn, bọn họ không khỏi cảm thấy hoảng sợ, công kích như vậy ngăn cản thế nào? Hồ Dương càng đánh càng hoảng hốt, hắn cảm giác được, lực lượng của chính mình là chiếm thượng phong. Nhưng kinh lực của đối phương lại vô cùng ngưng thực, thật giống như công kích của hắn là một ngọn núi bùn, dễ dàng bị thạch quyền của đối phương đánh ra một lỗ, không có cách nào tạo thành một chút tổn thương gì. Hắn lại hối hận, sớm biết thế này, hắn không nên hạn chế sử dụng pháp khí, phù binh. Bởi vì hắn cũng có phù binh cấp bậc cực cốt cảnh, chính là phụ thân hắn chế luyện ra. Điều này có đúng là mua dây buộc mình hay không? Thời điểm thực lực của hắn chiếm ưu thế, bị phù binh của Lăng Hàn một đòn ngã nhào xuống đường. Được rồi, chờ tới lúc hạn chế sử dụng phù binh, thực lực của Lăng Hàn lại tăng lên, đủ để sánh ngang với hắn. Thậm chí mơ hồ có xu thế áp chế hắn, hắn thế nào lại bi kịch như vậy? Lăng Hàn gào to một tiếng, tiếp tục nâng cao chiến lực. 15 lần lực lượng trồng chất không giải quyết được, vậy 20 lần, Lăng Hàn bỗng nhiên tăng lực, âm, dưới một đòn, Hồ Dương nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Hắn cũng có thể đánh ra 15 lần lực lượng, trước đó, hắn vừa vặn cùng Lăng Hàn chiến đấu một trận không phân thắng bại, Hiện tại Lăng Hàn tăng thêm lực lượng, hắn tất nhiên không địch lại. ầm um, Lăng Hàn thừa thắng truy kích, lại là một quyền đánh qua. Hồ Dương miễn cưỡng chống đỡ, nhưng hắn lại bị một quyền này đánh cho bay ra ngoài. Thoải mái, Lăng Hàn một bước xa đuổi theo, gần như bạo phát ra tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh. Mọi người nhìn thấy, hai mắt trợn trừng, gấp hai vận tốc âm thanh, đó là tốc độ cực cốt cảnh có khả năng đạt tới. Nhưng hiện tại bọn họ lại thấy được ở trên thân một người mới vào hoán huyết cảnh phải biết rằng, phần lớn hoán huyết cảnh đều phải đến thời điểm tam biến mới có khả năng đạt tới vận tốc âm thanh. Chủ yếu là do thể phách không chịu được, khi đạt được vận tốc âm thanh, liền sẽ khiến cho thân thể mình sụp đổ trước. Âm, um, âm, um, âm, um, hồ dương thành bao cát, bị lăng hàn thỏa thích công kích. Hắn hóa giải phần lớn công kích của lăng hàn, nhưng vẫn có lực sót lại nện ở trên người của hắn, khiến cho hắn bị đau. Nếu tiếp tục lâu dài như vậy, hắn thậm chí sẽ bị thương, trọng thương, cuối cùng sẽ chết. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, tuy rằng Hồ Dương còn đang cố gắng chống đỡ, nhưng hắn đã thua. Chỉ là chính hắn còn không có thừa nhận mà thôi, cái này, không ai lại nghi ngờ thực lực của Lăng Hàn nữa. Gia hỏa này không chỉ vô sỉ, âm hiểm đào hố, thực lực chân chính cũng mạnh đến mức nghịch thiên. Lăng Hàn, đánh một trận liền thành danh, mà Hồ Dương lại thảm, bị Lăng Hàn ba lần đánh bại. Bất luận là trí tuệ hay thực lực, toàn bộ phương hướng vị trí hắn đều bị nghiền ép, quyết định trở thành một trò cười ngừng tay đồ vân mở miệng hắn nhìn không được đây cũng không phải là quyết chiến nữa mà là đơn phương ngược đánh mọi người đều sử dụng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn lăng hàn một ngôi sao mới đã từ từ sáng lên không thể áp chế lăng hàn đánh một trận thành danh quả thực trước đó hắn cũng rất nổi danh hai lần chiến thắng được hồ dương nhưng cả hai lần đều không có nhân tố thực lực ở bên trong tất nhiên không có khả năng phục chúng nhưng lần này lại hoàn toàn khác lăng hàn trực tiếp đánh bại hồ dương không có một chút giả tạo nào. Thế giới này sùng bái cường giả, Lăng Hàn hiện tại tuy rằng vẫn không thể xưng là cường giả, nhưng đã có khuynh hướng như thế. Không ít người đang phân tích thực lực của Lăng Hàn, nghiên cứu hắn làm sao có thể mạnh mẽ được như vậy. Nhưng từ góc độ lực lượng mà nói, bọn họ tính thế nào cũng không có cách nào đưa ra một lời giải thích hợp lý, Lăng Hàn làm sao có thể địch nổi Hồ Dương. Cuối cùng, mọi người nhận định, Lăng Hàn nhất định nắm giữ một môn võ kỹ cường đại, bù đắp vào sự tranh lệch trên phương diện lực lượng bởi vì lăng hàn là từ hồ cứ thành tới hơn nữa hồ cứ thành hiện tại đã biến mất cho nên không ít thế lực đều có ý chiêu mộ đối với hắn khai ra đủ loại điều kiện có kẻ sử dụng tiền đập có kẻ lại là lấy công pháp võ kỹ dụ dỗ có kẻ trực tiếp đưa mỹ nữ tới tất nhiên không có một người nào có thể cảm động được lăng hàn hắn không thiếu tiền càng không có hứng thú đối với mỹ nữ công pháp sao có mấy người có thể cho ra công pháp vượt qua hầu ca võ kỹ thật ra có thể lấy tới xem một chút tham khảo một chút, nhưng có cần bán mình để đổi lấy hay không? Ha ha, Lăng Hàn trở lại nơi ở, hắn không có ý định gặp người nào, nếu như hắn bước vào hoán huyết cảnh, hiện tại hắn cần phải bắt đầu chuẩn bị đan dược hoán huyết cảnh và tu luyện trận pháp. Hắn còn phải chuẩn bị càng nhiều bảo quả bổ khí huyết, để tránh sau khi đạt được nhất biến đỉnh phong, bởi vì không có thuốc bổ chỉ có thể dẫm chân tại chỗ. Vào lúc ban đêm, Lăng Hàn đang định luyện đan, lại đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Hắn liền vội vàng xoay người, Hắn chỉ thấy được trong bóng tối có một bóng người đang ngồi. Ha ha, tiểu tử, cảm giác của ngươi càng lúc càng bén nhạy. Bóng người kia cười nói, hiện tại thị lực của Lăng Hàn cũng tăng lên rất nhiều. Đồng tử của hắn rất nhanh lại thích ứng được với bóng tối. Hắn mơ hồ nhìn thấy được, đó là một lão đầu thấp bé. Trong mắt của hắn lập tức co lại một chút, tiểu lão đầu này chính là người cho hắn ăn độc dược trước kia. Chương 3679, các phương chiêu mộ. Tiểu tử thật đúng là coi thường ngươi. Tiểu lão đầu cười nói, mới có một chút thời gian như vậy, ngươi đã xông lên hoán huyết cảnh, hơn nữa còn đánh bại tiểu tử hồ ra kia. Lăng Hàn nghiêm túc quan sát tiểu lão đầu này, nhưng hắn vẫn có cảm giác, người này sâu không lường được. Tuyệt đối là cường giả cực cốt cảnh, hắn tin tưởng chính mình toàn lực bạo phát, có thể địch nổi cực cốt cảnh nhất cực. Nhưng thời gian cũng chỉ có 10 phút ngắn ngủi, một khi huyết khí sôi trào kết thúc, hắn nhất định sẽ bị cực cốt cảnh giết chết thành cặn bã tiểu lão đầu này cũng không phải là cực cốt cảnh nhất cực lá cây dưỡng binh ở trong lòng lăng hàn thầm lắc đầu tuy rằng hắn có lá cây tam văn nhưng hoa văn thứ ba này cũng chỉ vừa sinh ra còn cách hoàn toàn một đoạn tuy rằng có thể có uy năng đánh với cực cốt cảnh nhất cực hoặc là nhị cực nhưng vẫn không uy hiếp được lão đầu này tiểu tử có đúng là đang muốn dùng lá cây dưỡng binh đối phó với lão nhân hay không tiểu lão đầu cười nói lão nhân này biết mình nắm giữ lá cây dưỡng binh quả nhiên chuyện này không gạt được, chỉ là học viện chưa cùng mình tính sổ, xem như là thừa nhận thực lực và vận khí của hắn. Vấn đề là, tiểu lão đầu làm sao biết được, hắn và học viện có quan hệ gì, trong đầu lăng hàn chuyển động giống như tia chớp, trên mặt lại là lộ ra dáng vẻ tươi cười, thản nhiên nói. Cho dù ta sử dụng, cũng không có khả năng tổn thương được lão nhân ra ngươi. Ha ha, tiểu tử thực sự càng lúc càng khiến cho người ta yêu thích. Tiểu lão đầu cười nói, hắn chỉ chỉ vào lăng hàn. Trước đây tha cho ngươi một mạng, chỉ là nhìn thấy ngươi ở trên đan đạo còn có chút thành tựu. Thật không nghĩ tới ngươi ở trên võ đạo, thiên phú càng kinh người hơn. Hắn gật đầu, xem ra quyết định ban đầu của lão phu rất chính xác. Ngươi cố gắng tu luyện, lão phu sẽ vì ngươi tranh thủ nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành, ngươi sẽ từ từ nhận được sự tín nhiệm. Sau này đại cục trong thiên hạ, ngươi liền có cơ hội tham dự thúc đẩy, thiết lập. Trong lòng Lăng Hàn cười lạnh, dùng độc dược khống chế người khác, còn muốn hắn bán mạng? Nơi này là Đế Đô, tài nguyên trong thiên hạ tập trung lại. Chỉ cần hắn có đầy đủ tiền, nhất định có thể tìm được mấy vị thuốc còn lại, điều chế ra thuốc giải độc cho ly hồn đan. "Tiền bối, có thể cho biết tên họ hay không?" Nghe hắn hỏi, tiểu lão đầu hơi do dự mới nói. "Lão phu họ Trình, về phần tên gì, lão phu đã quên." Hắn quay người lại, thoáng cái đã từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, trong nháy mắt lại biến mất ở trong ánh trăng. Lăng Hàn tự nghĩ, hắn cũng nắm giữ gấp hai lần vận tốc âm thanh nếu thật muốn xé rách mặt hắn ở dưới tay của cực cốt cảnh muốn chạy trốn không khó nhưng hiện nay muốn chiến thắng đây là nằm mơ chỉ có điều ta đạt được tam biến thậm chí chỉ cần nhị biến chắc hẳn có thể có tư cách thật sự địch nổi cực cốt đệ nhất cảnh lăng hàn âm thầm nói trình lão đầu xuất hiện cho hắn một cái gõ cảnh báo nhắc nhở trên cổ hắn còn có một sợi dây bất cứ lúc nào cũng có khả năng siết chết hắn cảm giác như vậy khiến cho lăng hàn thấy vô cùng khó chịu cho nên bước đầu tiên hắn nghĩ tới chính là phải kiếm tiền. Rất nhiều rất nhiều tiền, như vậy mới có khả năng mua được những dược liệu cần thiết để điều phối. Nhưng còn không có chờ tới lúc hắn bắt đầu luyện đan, lại có người đến. Lần này người ta không phải tự ý đi vào, mà là thông qua hoán tuyết cầu kiến. Là một quản gia, đổi lại thành những người khác nói, Lăng Hàn hiện tại không có tâm tình đi gặp. Nhưng là một quản gia, hắn vẫn phải cho chút thể diện. Lăng Hàn, người thật đúng là kinh người thương thế của mục quản gia đã sớm khôi phục tốt vẻ mặt hắn xúc động sau khi chiến thắng hồ dương có vài thế lực có thực lực chắc hẳn đều nghe nói qua về tên của ngươi ở trong lòng lăng hàn thầm rên lên một tiếng đúng vậy nếu không lão đầu họ trình kia đã không tới hắn mỉm cười nói phong tiểu thư hiện tại có khỏe không tiểu thư hiện tại rất tốt mục quản gia thoáng lộ ra một vẻ tươi cười giống như từ phụ tràn ngập sự thoải mái lăng hàn thấy vậy trong lòng thầm lắc đầu mục quản gia này thật đúng là hoàn toàn tiến vào trong hố sâu coi phong nhược tiên thành nữ nhi ruột thịt cũng tốt điều này là do ngươi lựa chọn ngươi vui vẻ là được rồi tuy rằng thánh hoàng bệ hạ còn không có xuất quan nhưng đại tiểu thư xem như là đại biểu cho hổ cứ thành có ý nghĩa phi phàm ngày sau nhất định sẽ nhận được sủng quyến của thánh hoàng mục quản gia tiếp tục nói nhưng sắc mặt của hắn lại đột nhiên trở nên buồn bã đại tiểu thư và mấy vị hoàng tử đi lại rất gần theo hắn thấy Phong Nhược Tiên không nên gả vào hoàng thất. Tuy rằng có thể nhận được địa vị cực lớn, nhưng căn bản không có khả năng nhận được hạnh phúc. Hơn nữa hoàng thất tranh vị, sau này thánh hoàng một khi băng hà, bất kể là vị hoàng tử nào thượng vị, tất nhiên sẽ có một hồi thanh toán lớn. Cho nên còn không bằng gả vào người gia đình bình thường. Tuy rằng bình thường, nhưng bình an, Lam Hàn không nói xen vào, hắn cùng với Phong Nhược Tiên vốn có cũng không có giao tình gì. Người ta có quyết định gì là chuyện của người ta. Lần này ta đến đây Mục quản gia muốn nói lại thôi, hắn dừng một chút mới nói, "Đại tiểu thư mới tới Đế Đô, cuộc sống không quen, lại không có người nào có thể vận dụng được. Cho nên, đại tiểu thư muốn mời người tới giúp đỡ thêm một chút." Lăng Hàn kinh ngạc, "Giúp đỡ?" Nói dễ nghe, thật ra không phải là muốn thu hắn làm người hầu sao? Lấy thanh danh của Lăng Hàn hiện tại, nếu như Phong Nhược Tiên có thể thu hắn làm người hầu, vậy địa vị của nàng ở Đế Đô liền sẽ được nâng cao một mảng lớn. Chỉ có điều Phong Nhược Tiên thế nào lại tự tin, muốn hắn làm người hầu vậy? Da mặt cũng quá dày, ta thiếu nợ ngươi sao? Lăng Hàn Tuyệt không thiếu nợ gì Phong Nhược Tiên, ngược lại, hắn còn cứu đối phương một hồi, nếu không, nói không chừng nàng hiện tại đã giúp hồ sán sinh sôi nảy nở hậu đại đi. Được, người không cảm ơn thì thôi, xem như nể tình Phong Tử thịnh chế theo thành, Lăng Hàn cũng không có muốn tính toán. Nhưng bây giờ lại còn muốn thu hắn làm nô bộc, điều này khiến cho Lăng Hàn không thể chịu đựng được cho dù ngươi vẫn là đại tiểu thư hồ cứ thành cũng không có tư cách như vậy đúng là sói mắt trắng